sáng ngày 3 tháng 7 2016, ngày thứ ba cũng như là ngày thứ tư, chúng ta vô giờ 3 giờ chiều ngày 30 của tháng 6, bữa nay là ngày thứ tư của cái mùa an cư kiết hạ tại Youth Center. Tôi mời tất cả tăng ni và Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu chương trình tu học ngày hôm nay. Đây là thời khóa thứ hai của chúng ta, mỗi ngày chúng ta sẽ có 6 thời khóa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái đề tài tiếp tục mà để mà hướng dẫn quý vị trong cái mùa an cư kiết hạ năm nay, tôi sẽ đem ra cái đề tài để chúng ta thảo luận. Ở thế gian này đi học thì có những loại học trò. Học là do mình quyết định học để mà mình mở mang trí huệ. Có loại học để mà lấy bằng cấp, để mà có địa vị trong xã hội. Có loại đi học là vì vấn đề hồi xưa Thích Quảng Lâm là phải học để mà rớt năm là đi lính. Và có loại học thì cha mẹ mình bắt mình học chứ mình không muốn học, có không quý vị? Và ở thế gian này có loại chúng sanh sanh ra đời đó thì tạo nên tất cả những lợi lạc đem lại hạnh phúc cho xe cho người. Có những cái loại đó là những nhà khoa học, những nhà bác học, có những cái loại sanh ra đời có mặt ở thế gian này nhưng mà chỉ là cái gá áo túi cơm, tức là cái thân này là cái chỗ để bán cái áo và trong này là cái túi đựng cơm vậy thôi. Và có một cái loại đó là lợi ích cho dân tộc, có một loại thì làm cho dân tộc khổ đau, và có loại thì trong gia đình chúng ta đẻ ra những đứa con nó cũng vậy. Có đứa con á thì nó đến đây để mà nó đem nó trả nợ cho mình. Nó trả nợ là nó đem lại cho mình vinh dự, nó đem lại cho mình hạnh phúc, nó đem cho mình cái hãnh diện, cái niềm vui là mình đẻ được một đứa con nó có học thức, nó đạo đức. Rồi có những loại đứa con lên nó đòi nợ, có không quý vị? Nó làm cho mình khổ sở, ăn không yên, ngủ không yên, mà vậy mà mình không có bỏ nó được. Và ở trong cái hệ thống của Đức Phật, đệ tử của Ngài, thì trong cái hàng xuất gia, đối với vị xuất gia có mấy loại tất cả? Cái gì nghĩ coi, có mấy loại xuất gia trong đệ tử Phật hiện tại đời Phật Pháp này? Hồi Đức Phật á, mấy loại? Quý vị là tu sĩ mà, quý vị phải biết rõ đây là những cái quý vị cần biết đó. Để sau này quý vị ngồi chỗ này nó hỏi dạ, xin lỗi thầy, tỳ kheo đi có mấy loại? Thời ai nói mấy loại? Khoan. Được, mỗi loại mà loại nào chứ? Rồi cô Huệ Đức, xuất gia có mấy loại? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Sư Phụ, kính bạch Thế Tôn Đức cùng đại chúng. Dạ thưa, theo con nghĩ thì xuất gia có 5 loại. Thứ nhất á, là xuất thế tục gia, tức như là cắt ái đi gia, xuất ra khỏi cái gia đình nhỏ hẹp của mình để sống chung trong đại chúng đây, cũng giống như các chư Tôn Đức Tăng Ni hiện giờ. Cái thứ hai là xuất gia là để chuyển nghiệp. Cái thứ ba là xuất gia là để cái thứ ba là xuất gia là hành Bồ Tát đạo, tức là sau khi chúng ta chuyển nghiệp thì chúng ta phải hành Bồ Tát đạo, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Cái thứ tư là yeah.
cái thứ tư là xuất xuất khỏi tâm vô giả, và cái thứ năm, cái thứ tư là xuất cái thứ quên, cái thứ ba là xuất phiền não giả, và cái thứ tư là xuất cái thứ tư là xuất phiền ảo gia, và cái thứ năm là A Di Đà Phật con. Sáng nay hình như là tôi về Long Thể Quốc An. Dạ. Nó lộn xộn hết rồi, được rồi. Từ từ. Cô luật sư xuất gia có mấy lỗi? Dạ bạch thầy với lại bạch quý tâm ly và lại quý đại chúng, theo con là bốn loại. Đó, thứ nhất là xuất gia luôn. Yeah. Là dạ là phải làm đúng các quy định của tỳ kheo. Yeah. Còn cái loại thứ hai là tỳ kheo mà giống như là thầy tuệ hỷ là xuất gia luôn, nhưng mà vẫn còn phải là còn một giới để làm bồ tát hạnh, để làm cái việc mà theo trong cái dòng pháp này mà được chấp nhận. Rồi. Dạ. Cái điều thứ ba nữa là xuất gia giao duyên như con. Rồi. Cái xuất gia thứ tư nữa là xuất gia nhưng mà không vô chùa, không vô đâu đó, mà đi vô đi qua cõi ra cõi ta bà ra chợ ra khu rừng này kia, đó là xuất gia thứ tư. Dạ. Hay quá, mà lịch sử thành hay thiệt, đúng là bạn của Obama. Rồi ai nữa, tụi con phải biết xuất gia có mấy lỗi nha. Như quân đội đó thì cũng có mấy lỗi lớn, đúng không quý vị? À, lính si đoàn nhảy dù, lính biệt động quân, lính nghĩa quân, rồi lính cảnh, rồi là cảnh sát, rồi đủ lỗi hết phải biết. Còn bây giờ quý vị xuất gia mà quý vị biết không biết cái lỗi nào? Nói đi chứ, xuất gia có mấy lỗi? Bây giờ mình nói hồi xưa trong quân đội mà vô nhìn thấy ông nào mặc đồ gì là mình biết lỗi gì rồi, đúng không quý vị? Mọi người cứ coi trình độ cái gì, cái này cần biết đó. Xuất gia có mấy lỗi? Mùa hạ là chúng ta phải quân tập những cái này để chúng ta mở mang cái kiến thức trí huệ, rồi xuất gia có mấy lỗi? Dạ, kính thưa bạch sư phụ, kính thưa đại chúng, nếu mà phân loại xuất gia có hai cách phân loại. Cách phân loại thứ nhất là mục đích xuất gia. Yeah. Mục đích xuất gia thì có phân ra làm hai loại. Một loại là xuất gia vì lý tưởng xuất gia, vì lý tưởng để mà thoát luân hồi sinh tử, vì lý tưởng của một người hành đạo Bồ Tát xuất gia. Đó là mục đích xuất gia vì lý tưởng. Còn một là để mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Còn cái mục đích thứ hai là vì lợi dưỡng mà xuất gia. Cái gì lợi dưỡng xuất gia thì cái chuyện đó thì Đức Phật đã đánh giá rồi. Cho nên con nói, còn trong cái lý tưởng xuất gia đó mới chia ra làm ý nghĩa của xuất gia. Ý nghĩa của xuất gia là gì? Là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Hồng Thủy rất là khá, trả lời rất là khá chuẩn, nhưng vẫn còn thiếu chưa đủ. Khá lắm, chưa đủ. À, có mấy loại xuất gia quý vị phải nghĩ và nói cho đúng, tại vì đây chúng ta phải biết. À, quý vị thấy rõ ràng lắm, quý vị đi vô trong một cái như điện thoại iPhone, nó có mấy loại biết liền. iPhone 5, iPhone 6, 6 Plus và 7, thấy không? Chúng ta biết liền, lỗi nào chúng ta cũng biết. Đi xe có mấy loại chúng ta nói được, mà xuất gia cũng không có mấy loại, cho đó là chúng ta khiếm khuyết. Thật ra đó, trên hiểu bây giờ chúng ta đi cái loại như nãy là cô Hồng Thủy, sư cô Hồng Thủy nói xuất gia với mục đích gì? Cái loại một là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, có nghĩa là ông nội tôi đi tu, bà nội tôi đi tu rồi là có cái chùa, có cái gì tôi cũng đi tu. Cái loại đó là xuất gia. Xuất gia này là do cái gì? Cái nghiệp đời trước của mình có tu. Đời này mình sanh ra trong một cái gia dòng dõi Bà La Môn. Cái dòng dõi Bà La Môn có nghĩa là gì quý vị? Đừng có nghĩ là Bà La Môn là đạo. Hồi xưa cái danh từ Bà La Môn là những người mà coi như là người tu hành đó quý vị. Dòng dõi cao quý nhất.
Thì cái loại đó, đó là tôi biết có nhiều người hỏi sao đi tu vậy. Mới hỏi là ông nội con tu có chùa có không cái gì là tôi theo. Rồi có cái loại đó là mình đi theo bà ngoại, mình đi chùa, đi rước lửa lớn lên cho mình thích mến chùa, chứ mình không biết tại như tự nhiên vô thấy thích chùa, mến chùa, có loại đó không cái gì. À đi theo ông ngoại, bà ngoại tức là mình tu. À loại hai đi xuất gia vì lợi dưỡng. Lợi dưỡng là sao? Thời Phật còn tại thế đã có lợi dưỡng rồi, nhưng mà thời này bữa đó có anh nó chăn bò. À, bữa đó có anh có chăn bò, rồi anh đi làm cực khổ quá, anh đi bữa đói bữa no mà chăn bò, nó bò chiều nó về mà nó đủ thì thôi, mà nó thiếu là ông chủ đánh, bò nó đi lạc nó phải đi đêm đi hôm tìm về cho được. Rồi bữa đó đói quá là vô trong tỉnh xá Kỳ Viên, Phật mới thấy tội, sao bữa nay mà con đói như vậy. Nó dạ con, bữa nay con chăn một đàn bò là 200 con mà chiều về nó lạc đâu mất 4 con đi tìm cả đêm đói quá. Đức Phật hỏi Anna coi có cơm không, cái dạ thì luật thì kheo này sẽ không có cơm, không có cơm ăn, tại vì ăn xong rồi quý thầy không được bỏ dư, mà không có tủ lạnh thành ra ai cũng ăn hết không còn lại. Hỏi lui hỏi tới một hồi thì nói dạ có ngài ca diếp, ngài bữa nay ngài đi khất thực mà ngài nhận lãnh được một số đồ ăn mà của nhà nghèo, có mấy củ khoai mà ngài ngài ăn rồi, bây giờ ngài còn lại cái đó ngài tiếp chưa cho La Hầu La. À, nhưng mà La Hầu La thì đã tôn giả đã no rồi, thôi bây giờ chưa cái lục khoai ăn, ăn xong thì ông ăn củ khoai xong rồi ông ngồi ông nhìn, ăn xong rồi cái ông lại ông uống nước thì ông mệt quá thì ông cũng không có nghe pháp được, ông ngủ sao rồi ông gặp ngài Anna vậy. Ông hỏi vậy chứ sáng là chừng mấy thầy làm gì, nói dạ chúng tôi chuẩn bị để mà đi vào thành Dương Xá khất thực. À thì ông nói ủa như vậy vậy vô đó người ta cúng hả, ông hỏi vậy rồi ông dồn thôi, ông hỏi vậy chứ con đi tu được không. Cái ngài Anna nói đạo của Đức Phật là bình đẳng, ai cũng có thể đi tu được. Dạ ông nghĩ đi tu vậy là con có phải giữ bò, con có phải làm gì. Cái nghề nó ông cũng tới giờ ông bắt rồi xin ăn, tới giờ ông ngồi thiền tới ngồi nghe Phật thuyết pháp vậy thôi chứ không làm gì. Ông nói, à thế là sướng quá, chiều đó về ông xin với người chủ nói là tôi không có làm nữa. Thì ông chủ nói mày không làm thì mày phải để tao một tuần tôi kiếm một cái người coi bò khác và sang từng sáng trở về ông xuất gia. Nhưng mà khi vô rồi thấy đầu tiên thấy tưởng ngon lắm, tưởng là ăn vậy, nhưng mà rồi á đi là mới vô thì đâu có phước sa di đi làm sao. Mấy cái hòa thượng thượng tọa mấy thầy ngày Xá Lợi Phất Mục Liên ăn đồ ngon, còn ổng cái gì đồ dở ta mới được. Thành ra ở thời gian sau thấy bất mãn, cùng là sa di mà La Hầu La nó tự nhiên người ta con của Phật người ta cũng ưu ái người ta cúng, tự nhiên ổng thấy tưởng vô chùa mà rồi đó ở hoài đó chăn trâu chăn bò vậy, chứ chăn con bò cột đó rồi mình nằm mình ngủ đã, đúng không quý vị? Ngủ đã tới chiều đằng này không thể tự 2-3 giờ sáng nắm đầu về tụng kinh rồi nắm đầu ngồi thiền rồi, giờ không muốn ăn. Ăn tới cái giờ trưa mà cho ăn, mà ăn á thì phải ăn xong rồi rửa chiều lên không được ăn nữa. Thành ra thấy cuộc đời xuất gia ông tu được 3 tháng ông chán quá, ông bỏ về. Ông nghĩ tới cái chuyện là cưới vợ, chắc có lẽ là cưới vợ sớm hơn. Thì khi mà ông đi tu xong rồi đó thì thực có phước quá vậy ơi. Cái phong tục ông tu 3 tháng xong rồi thì ông xuất gia xả giới, thì hỏi sao nó giờ muốn xả giới đi lai đời lấy vợ. Thì có một số bà tín nữ mà nghe ông này tu 3 tháng rồi vợ thì người ta nghĩ là thằng rể này là có phước đức rồi. Thì cái phong tục từ cái ông này nè, mà sau này người bên Campuchia, bên Thái Lan á, ai mà muốn đi lấy vợ phải đi tu 3 tháng, hiểu chưa quý vị? Thì trong này có những gì tu giao duyên là cái phong tục nhờ cái ông này nè. Tu để lấy vợ, trước khi lấy vợ tu trả hiếu cho mẹ đó quý vị. Thì ông đi ông cưới vợ được đâu rồi thì đầu cũng hạnh phúc lắm, nhưng mà đầu tiên ở trong thì mặc dù là chú sa di nhưng mà ta cũng kính trọng, đi đâu ta cũng đảnh lễ. Thời sư Phật còn nghe thế là tăng đoàn đi ngang ai cũng đảnh lễ, ông vua thấy cũng đảnh lễ. Mà bây giờ lấy vợ về thì bắt đầu vợ bên Ấn Độ thì nó cũng chồng chú vợ tôi lắm, nhưng mà cũng kính trọng ổng lắm. Ổng cũng đi ra đi vô rồi gia đình nó cũng khá giả, cho tới ngày kia thì ổng gây lộn với vợ, vợ ổng buồn về. Mà lúc cô vợ có bầu cũng khoảng 7-8 tháng vậy đó, cái bụng để ổng đi về mà Ấn Độ thì nó mặc cái đồ mà quấn khăn đó, ổng gây lộn trên đường về. Thì cô vợ cũng lúc thai hành sắp sanh, ổng nhìn thấy miệng thì chảy ke, cái bụng thì chè lè đổ đúng là lòi ra, hai bên thì nách lông nách rồi nó hôi hám. Ông nhìn giống nãy nương quá. Ông quảng hồn, trời ơi vậy sao mà mình yêu được. Tại vì bây giờ nhìn kỹ đó, là cái bà này lâu nay là bà cũng thuộc loại là coi như là kỹ lưỡng. Bữa nay bởi bà hạch khai là ông chồng đi, bà không giữ gìn nên Ấn Độ nó mặn sao có lòi ra hết. Và ông thấy là coi như là cái bụng thì chè lè, lỗ đúng thì nó lòi ra, hai bên thì nách ngủ ke chảy rồi ngáy khọt khò nữa. Ông sợ quá ông bỏ chạy vô chùa xin tu lần thứ 2. Đó là cái loại đó lợi dưỡng đó.
Dạ, thì cái lỗi đó thì là Phật cũng có. Còn cái lỗi lợi dưỡng bây giờ là sao quý vị? Nghĩ bây giờ đi tu làm gì cũng khó hết á. Đúng không quý vị? Là cái chùa mau kiếm mau giàu chứ. Phải không quý vị? Tôi bảo đảo quý vị bây giờ, ai mà làm ăn khó khăn lập chùa đi. Chùa dễ lắm mà. Đạo cái đầu kiếm ông thầy đắp cái y. Còn nếu không có tiền thì về Việt Nam mua 1,000 đô là coi như đắp được 3 cái y luôn. Vừa sa di, vừa thích so mani, vừa tiền keo luôn. Cái xong xuôi rồi nó lên cái chết ngang rồi cái là tụng vài thời kinh cái là biết bắn vài cái ấn rồi cái phù phù ấn xì bùa là coi như là có tiền này. Không có gì sướng lắm mà. À, thì cái loại lợi dưỡng này là quý vị biết là bây giờ là kêu là dùng danh từ là mượn đạo tạo đời. Đúng không quý vị? Cái loại này có không quý vị? Đầy dậy lắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, có những ông mà homeless á, họ đứng là xin thì cũng có nhưng mà ít. Mà bây giờ ông thầy đắp cái y à, chỉ không tin thử bữa nào đi. Con đừng được đứng ở phía ra tao biết mặt con. Con đi dùng xuống nè. Hồi trước con cũng đẹp trai đó, thấy không? Con muốn chút tiền không? Thì chỉ xuống ngay đó dưới khu dưới kia nè. Xuống thì bị trúng dẫn vô cái chỗ vậy. Đứng kiểu mà cạo đầu đứng nghiêm trang đẹp trai phải không? Đứng chú là con mấy câu là bỏ liền nè. Ngày kiếm con 200 đó con, 300, phải không? Đó. Kiếm tiền ngày 200 là tháng được nhiêu quý vị? 6,000 khỏi tống thuế. Rồi cát luôn nữa, only nữa, phải không? Đó là cái lỗi, là lỗi thứ nhất á, là con vô thì được làm vua. Thứ hai xuất gia về lợi dưỡng là coi như chán mọi đời, tưởng vô đừng muộn đừng ẩn duyên đừng Phật. Lỗi thứ ba đi xuất gia để làm thương mại, rồi lỗi này nặng hơn lợi dưỡng. Đầu tiên là lợi dụng nhà Phật để nuôi dưỡng cái thân, cho nên lợi dưỡng. Cái lỗi thứ ba là mượn đạo tạo đời. Ok, bây giờ vô đây đó, vô đây bây giờ cái gì nghĩ coi, mình mà ở ngoài đời đó mà mình đi mua cái gì là mình nhờ người ta mua là mình phải trả tiền, có không vậy trung? Mà giờ mình làm ông thầy đâu biết thì mở làm cái chùa đó, nhờ mua dùng mà làm bộ giả thình lời, cái bả đâu dám đòi không? Trước cái nồi vừa trung mua dùng cái nồi, phải không? Tôi Nguyên Ngọc trước tượng Phật, Nguyên Ngọc mua tượng Phật, mua dùng phải không? Nhưng mà rủi là tôi làm bộ tôi lơ tôi quên là sao cô có dám đòi không? Đòi tổn phước, phải không? Thành ra tất cả mọi thứ cái gì sống đủ hết trọi cái nhờ cái này giờ cái kia. Mà xe cứ mượn lợi dụng kêu lên kêu xuống, rồi huy động nghĩa là đệ tử bà này bà kia, biết bà làm bánh bà làm này kia chương xạo, rồi bắt đầu cái mình rước một xô đại nhạc hội về tổ chức Phật Ngọc mùa cái là kiếm 100,000, sướng ơi là sướng hả. Bây giờ thấy cái chuyện này nó đã xảy ra Hoa Kỳ có chưa quý vị? Đó kêu là thương mại. Lỗi thứ tư thứ gia làm nghề thầy cúng, thầy tổ, thầy pháp, sống qua đời sống qua ngày. Quý vị nhớ nha, có cái loại thầy đó không quý vị? Họ chỉ cần thuộc cái A Di Đà, chú đệ đi, chú dẫn sanh, rồi biết như là làm cái hai cái đường công phu không cần lắng nghiêm đâu, chỉ tụng cầu an cầu siêu và an vị gì này kia, rồi vậy là đi cúng là sống qua ngày, là cái loại đó kêu là làm nghề thầy cúng. Loại thứ năm đi xuất gia vì mình muốn tìm đường, mình không có diện gì mà không có bà con về Hoa Kỳ, mình cũng không có đẹp trai để cho mấy cái cô về cưới, mà mình cũng không có đẹp gái để cho mấy ông Việt Kiều về cưới, thành ra mình cái loại này đó chi bằng mấy cái người mà đẹp thì có đường ta về ta cưới, đại hàng nó cũng chê, Đài Loan nó cũng chán, mà mấy ông già cũng không ưa luôn, thành ra mình chỉ có nước là vào chùa cạo đầu đắp cái y cái thành đẹp, có không quý vị? Cái loại này kêu là tìm đường đi Mỹ, có không quý vị? Lẽ nhất không có diện nào lẽ bằng cái diện này. À, xong xuôi rồi á, cạo cái đầu, mua cái y, cái áo, rồi kiếm một ngôi chùa dựa vào ông thầy có cái pháp danh, bên đây kiếm một cái chùa quốc danh nữa, hoặc là không có chùa quốc danh á thì chùa quốc gia, nhưng mà chùa quốc gia chịu nhận 40,000 làm cái giấy AR1 hai tuần sau là có mặt tại Hoa Kỳ, thấy không? Ở vài bữa đó là vô ngôi chùa đó, cái ông vô Phật tử kiếm năm bà nó ra, nó mở cái đạo tràng, mở cái đạo tràng vài bữa cái chỗ thành cái niệm Phật đường, cái niệm Phật đường vài bữa nó trở thành là cái chùa, có không quý vị? Thành cái loại đó là loại đi tu để mà qua Mỹ, chứ không phải đi tu để mà gì cái lý tưởng gì hết đó. Và cái loại đó loại thứ năm. Loại thứ sáu đi xuất gia vì mình là đảng viên cộng sản, mình là công an bảo vệ chính trị, mình đi qua đây vì cái nghị quyết 36 qua đây, để mà thứ nhất là qua đây để mà có nhiều ngôi chùa nó không có thầy,
mình lân la qua đây, à ông thầy đó giờ ông thầy quốc gia mà ông già rồi, ông không có đệ tử, mình vô mình coi như là luồn trôn ở trong làm sư giả cho ông thầy vài bữa, rồi mua thuốc chuột về thuốc ông chết. Mà không thuốc ông chết thì cũng làm cho ông tức máu ông chết. Mà cái chuyện này đang xảy ra tại Oklahoma có không? Không có một ngôi chùa lớn nhất ở Oklahoma, nói là ai cũng biết được, hòa thượng đó là chống cộng tuyệt đối, ổng có đệ tử, bây giờ nó cô lập ổng rồi, coi như chùa nó trở thành chùa nó mặc chịu đó, mà trở thành ra là cái tài sản của sư quốc gia này. Đó là cái đường lối nó qua như vậy và nó lấy, và đồng thời những người này đi qua đây qua cái sư quốc gia nó làm gì? Cái lộ thứ sáu này kêu gọi Phật tử tại Hoa Kỳ đem tiền về làm từ thiện Việt Nam. Thôi Đức Phật lấy từ bi xóa bỏ hận thù hả, mấy anh tổ chức ca nhạc sĩ cảm ơn anh chi bằng, anh thương binh nào cũng là thương binh, sắc tức thì không, không tức thì sắc, có không cái gì à, người cứ như vậy mới là không có sai biệt. Giảng gì hay quá, bà con nghe thấm nên tiền về. Thứ hai tìm cách chức lãnh cái ngôi chùa tại Hoa Kỳ, à Hoa Kỳ à, và thầy chủ trì sẽ biến cái ngôi chùa này thành các trục giao liên để mà vận chuyển sư quốc dân từ Việt Nam qua hành động theo nghị quyết sông sản. Bởi vì thấy có nhiều sư trẻ qua thời gian nó tự nhiên không biết đi đâu, có thể là nhập viện đâu mất rồi. Hôm qua đó thời gian mình thấy có là làm lễ rồi đón chào vậy, nhưng mà chừng 3 tháng sau phải nhập Niết Bàn đi đâu mất hết trọi, không biết. Cái lũ vào bữa đi vô lùm tiệm neo, ủa sao chị sư cô làm vậy? Thế thành cái chủ tiệm neo, chủ nhà hàng hết mẹ hết rồi. Đó, rồi cái thứ ba đó, nhiệm vụ của các sư này là phá hoại các tổ chức Phật giáo chân chánh của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ. Nếu mà các sư này mà giỏi được gửi qua Ấn Độ học Pháp Kinh á, thì sư này giảng để kiếm tín đồ biểu đem tiền về để phục vụ cho Việt Nam, cho Đảng Cộng sản. Còn nếu mà các sư này dở thì quậy tối đa lên để chi? Để cho Phật tử mất niềm tin. Hai cái cũng có lợi, nếu mà giỏi thì chiêu dụ tín đồ để đem tiền lợi về Cộng sản, dở thì quậy tối đa luôn, ăn nhậu cờ bạc rượu chè trai gái phết tán lên mạng để rồi cho người ta nhìn thấy thầy chùa cá mẹn lứa. Cái đó là hai cái đường lối thành công của Cộng sản. Đó. Thứ tư, hoạt động trình báo cho Cộng sản Việt Nam, giống như trước năm 75 Đảng Cộng sản đã dùng chùa chiên để đánh phá chính quyền Việt Nam Cộng hòa, tổ chức các cuộc biểu tình, tổ chức đưa bằng Phật xuống đường. Nhưng mà bây giờ tôi thấy tại sao Trung Quốc nó qua tới nơi rồi, biển thì nhiễm độc, rừng thì không còn, đồng ruộng thì bị nhiễm mặn, gái lớn lên thì ngồi trong các lòng để chờ đi làm đĩ ở bạn hàng, đĩ ở bên Trung Quốc, con trai thì sức cảm làm lao nô, phải không, con cán bộ thì chuẩn bị đi học du học ở Mỹ, từ mẫu giáo cũng du học, phải không. Thành ra cả một cái đất nước như vậy đó, quý vị thấy rõ đó. Như vậy quý vị, con cái loại thứ bảy, bảy loại là đi tu vì lý tưởng. Điều tư thứ nhất là xuất thế thực già, anh hùng, dũng cảm, dám cắt ái lì già. Thứ hai là xuất phiền não già, tức là cái người này vô chùa rồi bị phiền não nhưng mà không thối tâm. Cái người này vô chùa rồi bị Phật tử thương ghét, bị Phật tử nói này nói kia nhưng mà biến phiền não thành bồ đề. Để chi? Để cuối cùng mình ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành cái người này là coi như là sức được tam giới già, chứng những quả vị A-la-hán. Những người này đi tu để gì? Trả ơn Phật. Vì thứ nhất là mình đã ra khỏi dục giới sắc giới, cho mình đã chấm dứt luân hồi sinh tử. Cái thứ hai, mình hướng dẫn cho đệ tử cũng xuất khỏi luân hồi sinh tử. Cái thứ ba là mình trả ơn cha mẹ hiện đời nhiều đời. Cái thứ tư là mình hoằng dương chánh pháp. Cái loại này là tôi không biết quý vị là cái loại gì. Bảy loại xuất gia nha quý vị. Thì bây giờ quý vị thấy cái đường lối tu hành, tu hành làm sao để ra khỏi cái dục. Bây giờ tôi cho quý vị là thuộc cái loại thứ bảy đó, đệ tử có thể thông lai là đệ tử thứ bảy. Đừng nói mấy loại khác đi, dứt khoát được con không có đứa nào mà của cộng sản mà vô đi làm trong hệ thống thầy này, chắc chắn rồi. Trong này đa số con cháu HO, những người tị nạn thiền nhân, những người có căn cứ tị nạn, thầy bảo đảm có thể là đệ tử thầy không phải loại đó. Nhưng mà tụi con xuất gia về cái gì? Bây giờ phân tích kỹ đường lối tu hành của tụi con là cái gì hả? À, bây giờ nghe kỹ nha, chương trình của chúng ta tu học nè, sáng xuất miệng 5 giờ mấy, 6 giờ rồi, 6 giờ có mặt lên tụng thời lăng nghiêm. Đó là trong cái hệ thống chúng ta
tụng tăng nghiêm tới 7 giờ nếu mà vui vẻ hứng thú thì ở dưới Indo có thời gì nữa con? Hả? Niệm Phật bao nhiêu phút nữa? 6 giờ tới 7 giờ là tụng lăng nghiêm, là tôi quy tắc tôi chọn vậy thôi, còn chỗ nào mà tôi giỏi nữa thì làm thêm thời lăng nghiêm, thời niệm Phật tiếng, rồi sau đó là tới 8 giờ phải không? Rồi xuống ăn sáng, ăn sáng xong tới 9 giờ rồi chưa làm gì nữa. Hả? 11 giờ tới 12 giờ tụng gì? Thì hỏi chương trình Indo tụng gì? Cái gì mới được? 11 cái từ 12, mỗi lúc thì tụng vô lượng thọ, lúc thì tụng lăng nghiêm phải không? Kinh lăng nghiêm phải không? Kinh lăng nghiêm mà cái loại mà lăng nghiêm mà chữ đó. 10 giờ rưỡi lưu hoàng sáu, mình cứ nói tới chương trình mình tu có làm sao mà ra khỏi dục giới chứ nè. Sáng lăng nghiêm, 6 giờ, 7 giờ thêm một thời niệm Phật, 8 giờ ăn sáng, 9 giờ rưỡi tụng có thể là lưu hoàng sáu một thời. 10 rưỡi lại xong thôi. Rồi trưa cúng ngọ, mấy giờ chỉ tịnh có ngủ trưa không? Đi với đi học chứ đi suy nghĩ kỹ là phải đi ngủ trưa đó. Đi xin dạy được cái trò ngủ trưa, tôi không có dạy ngủ trưa. Đi xin bây giờ ngủ là bắt ngủ hết. Có không? Nó bảo đảm không có thiếu á. Tại không phải, tại vì Việt Nam cái gì cũng cứ gọi điện thoại về kiếm hòa thượng, bây giờ hòa thượng đang chỉ tịnh. Gọi kiếm chủ tịch nước đang chỉ tịnh. Cả nước ở hãng mà đi làm gì họ có giờ ngủ trưa, có gì có tin không? Đến Việt Nam có giờ ngủ trưa đó. Ông thầy giáo dạy học cũng về ngủ trưa. Từ ông sẽ duy cũng ngủ trưa. Cho nên sự nghe thi hỏi sao tụi coi em ngủ trưa đi. Không? Rồi ngủ trưa xong là mấy giờ dậy? 2 giờ rưỡi dậy tụng cái gì nữa? Không thì tôi hỏi cái chương trình thì hỏi cho biết cái tụi con tu mà sao chứ tôi... Không, bây giờ chương trình chung thôi, chương trình mà coi như có thừa phá biểu còn mỗi người mà tối chiều A Di Đà. Tôi bây giờ đến đây là thầy lăng nghiêm buổi sáng có thầy lăng nghiêm 6 giờ nè, có thời niệm Phật 7 giờ là tụi con tự có ai cũng có nè, rồi 9 giờ rưỡi tới 10 giờ giờ là nghe lương hoàng sám hoặc là tụng vô lượng thọ, trưa là cũng muốn ngộ tụng gì nữa nè. Không có, thì đã nghe nói đó với bà sĩ tôi nghe thôi mà. Bốn thời thì bà phải nói thời, thầy nói chục thời nữa, tôi nghe tôi khoái quá vậy. Tôi hỏi là cái thời khóa của mình, còn cái thời mà coi như là biệt tu nó là tu riêng trong nhà, là chưa kể là tu internet nè, tu iPhone nè, tu phim trưởng nè, xin để hàng được đó ai biết. Bởi vậy tôi nói cho quý vị nghe, có một người họ nói tôi, nó nói là thấy tịnh độ tôi dỗn quá, không bằng tôi thiền, nói là sao nói nghe hay vậy. Bây giờ các thầy của con ở Việt Nam á là chuyển rồi chê A Di Đà. Đầu tiên á là các thầy của con bây giờ con thấy con khái mấy ông thầy con Việt Nam hơn là của thầy tương lai, con thấy thầy gì đâu mà tu hành không bằng thầy con. Nó nói nghe tôi nghe con, hồi tối nhỏ nó nói tôi nghe thì muốn nghe không? Nó nói hầu tiên là thầy của con nói đó là bây giờ là chỉ tụng A Di Đà thôi, thầy cũng theo quá trình ngộ thông không? À, thọ thông ngộ thông rồi nó đi chuyến về Việt Nam á, vì nhớ không? Là chỉ tụng A Di Đà thôi, A Di Đà Phật, không tụng kinh, không dục. Còn nếu có tụng thì tụng vô lượng thọ. Thời gian sau cái thầy con nó nghe thượng tọa Thích Nhật Từ nó không có kinh A Di Đà, à nghe nói như vậy rồi cái thầy con nó thôi giờ bỏ kinh A Di Đà không tụng nữa, phải không? Bây giờ có phong trào nói không A Di Đà luôn, rồi cái nó giờ cũng không có kinh Địa Tạng, bỏ được Địa Tạng nó đã thì cảm ơn thầy Nhật Từ cho con đỡ tụng Di Đà, đỡ tụng Địa Tạng mà, rồi bây giờ ông chỉ mà sống tu thiền. Tôi thiền là sướng lắm. Tới giờ đó là hòa thượng lên ngồi thiền, rồi hòa thượng nhập thất ngồi thiền. Rồi tôi nói ủa tôi thiền là sao? Bây giờ có phong trào là chuyển qua thiền hết rồi à? Thiền tụi con lên ngồi. Tôi nói nè, ngồi sao? Tôi nói thì thầy ngồi trước đó, rồi tụi con ngồi sao đúng tiếng. Còn tối về mỗi người có 3 thời, 6 thời. Có người thì có chủ nhật đó là hòa thượng đóng cửa thiền từ sáng tới tối luôn. Tôi nói nè, ai kiểm chứng được ổng vậy? Ổng ngồi thiền hay là ổng còn phiên trưởng? À, tôi nói thật là về so và tịnh độ và thiền tâm nè, tôi đứng đây tôi có thể nào tôi cầm microphone tôi ngủ được không quý vị? Hả? À, tôi đứng đây tôi có thể làm biếng được không quý vị? Không. Tôi thật là tôi thề tôi dạy quỳ cái thế quý vị ngồi xong rồi quý vị ngủ đúng tiếng quý vị vậy. Không ai biết hết. Không hao hơi tổn sức. Còn mình nói này nhập thất vô tu thiền ở trong đó ai biết?
bấm cái iPhone lên là coi đủ thứ trời đất ở trong hết không? Thành ra cái tu thiền là cái mà coi như là đi cái chiêu là làm biến rồi đó quý vị, tôi nói thẳng. Còn tu tịnh độ chúng ta không có gian dối được, không có thể nào gian dối được, đứng sáu thời là sáu thời. Cho nên cái phong trào bây giờ đó, quý vị thấy hay lắm, đầu tiên là bỏ hết, chỉ còn có A Di Đà Phật, rồi bỏ hết tất cả cái kinh chú đại bi, bỏ hết tất cả kinh cả không tụng Lăng Nghiêm, không tụng Pháp Hoa, không tụng Lưu Hoàng Sáo, rồi bây giờ nó không Phật Di Đà, và đặc biệt với phong trào nó là Phật Thích Ca tu thiền mà thành Phật, và bắt đầu họ chuyển cái hướng qua là bây giờ ngồi thiền, để chi? Để cho các sư mà ngồi thiền á, thì bài kinh vô tự khỏi cần nói mà những lời thao tác, hiểu chưa? Tôi muốn giảng bài kinh vô tự luôn. Hiểu chưa quý vị? À, đi cái đó đệ tử cũng hái. Bây giờ giả sử mình ngồi thiền hay không? Bây giờ ngồi thiền thì bây giờ à, hồng gì mỗi người vô cái sách ngồi thiền mà đâu có ai biết chuyện ngồi hay làm gì không? Tu tịnh độ đi. À, vàng thao thiệt là thiệt mà giả là giả. Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ nói cái chương trình nếu mà tu như thầy trò chúng ta vậy nó cũng chưa ra khỏi dục giới. Thật ra tụng Lăng Nghiêm một tiếng, đúng, một tiếng đồng hồ đó, chúng ta không vọng tưởng, nhưng mà sáng nay chúng ta tụng đó, có một đức tu đánh, mỏ nhẹ, bay, à, thầy tự minh mà đánh thì hung mà mạnh, thấy không? À, thầy tệ niệm mà đánh hung mà sệ. Tức là vừa đập ra mà vừa đập thắng. Muốn biết không, ngày mai anh đánh là thấy liền, kéo quần lên liền à. Hỏi một đứa thực tưởng lúc này hết rồi mà ông nói đứa chiến nào cũng thật đó à. Nghĩa là ông đề ba vô là ông đánh chạy 50 mai cái từ từ, còn 40, 30 cái từ từ là giống như A Di Đà Phật tên kim sắc vậy. Thành ra mỗi người có một cái tác của ông đứa, cũng đánh là cũng phủi nhẹ lắm. Rồi mình tụng đa năng trong một tiếng đồng hồ đó, thầy trò chúng ta không có vọng tưởng. Một tiếng đồng hồ đó thầy trò chúng ta có nghĩ tới tài sắc cái thực thể không vậy? Nghĩ sao được, nghĩ là nó bất chữ rồi. Thành ra lỗ tai thì nghe, cái miệng thì đọc, mà con mắt thì dồn hả, mình vọng tưởng cái nó mất rồi. Thành ra trong một tiếng đồng hồ thầy trò chúng ta ra khỏi dục giới, mà chúng ta cũng ra khỏi coi như là sắc giới chúng ta. Lúc đó cô nào đẹp, ông nào đẹp cũng không để ý nữa, có để ý không? Cô biết người cha này đẹp, cô mẹ này đẹp không? Chúng ta thoát khỏi sắc giới luôn. Nhưng mà chúng ta sao chưa ra khỏi vô sắc giới, vì chúng ta vẫn còn âm thanh và sắc tướng, hiểu chưa? Khi tụng Lăng Nghiêm chúng ta chỉ rời khỏi dục giới, không có mẹ nào nghĩ dục được ở đó hết, à, không có thằng cha nào dê được ở đó hết, và không có để ý tới cái sắc đẹp của ai, ra khỏi sắc giới. Nhưng mà vô sắc giới chúng ta vẫn còn, chúng ta vẫn biết chúng ta đang tụng nè, à, cho nên chúng ta chỉ đi được có ra khỏi dục giới và sắc giới. Nhưng mà vừa dứt tiếng Lăng Nghiêm là bắt đầu chúng ta trở lại cái dục giới ngay liền, à, cái dục giới liền như vậy, làm sao mà ra khỏi đây? Rồi bây giờ đó, quý vị nhìn đó, đó là thời Lăng Nghiêm là cái thời dữ dội nhất. Còn qua tới cái thời niệm Phật đó, tiếng hồi sau niệm Phật là chúng ta đi vào cái cũng không rời cái dục giới nữa. Niệm Phật đó, bắt đầu nếu mà tôi mở cái nhạc mà A Di Đà Phật đó, thầy Không Lai tại sao mà có chữ mi trong này? Mình đạo Phật mà, tại sao có từ người Tàu trong này, phải không? Rồi người nó quen đi bốn chữ, bây giờ mới sáu chữ là chê chậm trì trệ, tâm phân biệt ngã vô tùm lum hết trong này. Ngay lúc đó là chúng ta nổi phiền não rồi. Rồi cái bà kia đi á, tại sao là chữ A chữ phải chữ trái, rồi những người đồng từ cái đầu tràng hát vô là lộn cầu cào hết. Rồi tự nhiên đang tụng như vậy đó, tự nhiên là đi theo cái thứ tự, ông thầy tệ tệ không có đi trước, kéo thầy tệ tắm, kéo thầy niệm nhân giai rồi đó, bắt đầu đi vô tới đây. Thì thay vì hết các ông thầy tới bước sau di xuất gia vô duyên, đùng cái con bà kia bắt đầu biết mà sọt cho đi ngang, là cái người xuất gia vô duyên là nổi bùa đi gai rồi hả? Tôi đang đắp y sa di sao mà cái người bà này hiếm lọt luôn đi xuống, à, cái tâm tư tưởng đã khởi nó sẵn rồi, lại đi theo cái bản ngã mà, không phải như vậy bản ngã. Và trong khi đó đang đi thì mới ông thanh niên đi, ông thanh niên mà đụng cái bà già kia mà không biết mà sao có đi trước cái ông thì nó tử là ông đã nổi sân rồi. Thì trong một cái đạo tàng này nó có thanh tịnh không quý vị? Chư thiên họ đọc được quý vị không? Chư thiên họ thấy được cái tâm thanh tịnh của mình không có thanh tịnh, người này giảng người kia, thì ngay trong đó đã có sự giai cấp trong đó rồi. Thì khi đi kinh hành chúng ta thấy rõ không? Không phải là niệm Phật tam muội nữa, mà niệm Phật mà chúng ta phân biệt đủ thứ chuyện trong đó rồi giận hờn. Rồi đang đi ở đó là tự động là coi như đi tới đó mà đi sai là có người người họ chỉnh mình, nói là đi lại làm ơn, đi ngay, đi ngang. Thành ra rồi họ có những người quay phim mà nói già là mở một cái mũ ra, có không quý vị? Cho nó đẹp, nổi sân rồi.
thì ngay trong cái tụng Lăng Nghiêm mà chúng ta được ra khỏi dục giới sắc giới là không lót khỏi dục sắc giới, cho tới khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta trở lại dục giới mà chúng ta lại khởi phiền não trong đó nữa. À, có những người ở trong cõi dục nhưng mà họ không phiền não, mà có những người ở cõi dục mà khởi phiền não, chúng ta lại cộng thêm cái tham sân si lẫy lừng lên nữa. Ở dục giới mà chúng ta là ở trong cái gì? Địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Địa ngục là gì? Chúng ta nổi sân. Tại sao tôi trước mà lại bà này sắp tôi đi sao? Tại sao tôi là xuất gia giao duyên mà thằng cha này sẽ lọt lên? Tại sao tôi là thiện nam tử và dụng trung là thiện mỹ nhân mà bà lại đi trước tôi? Thành ra chúng ta ở trong địa ngục, rồi chúng ta lại ganh tị, coi như là ích kỷ, là coi như là ngã quỷ. Rồi chúng ta là lõm cao cao hết, chúng ta ra chúng là chúng ta vô tình chúng ta cái thời đó chúng ta lại đi về dục giới mà đi vào trong ba đường ác nữa. Chúng ta nghĩ cái thời chúng ta có thoát được rồi không? Rồi chúng ta chút xíu xong cái thời đó ra chúng ta đi ăn uống. Ăn uống là cái lúc này là chúng ta coi như là đủ loại người. Mặc dù là Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán tán tâm tạp tội của tướng thí năng tiêu. Nhưng mà xuống này giờ bước xuống cho trời nói sao thầu qua ăn tà ri rồi ăn tà ri nữa. Hả? Sao qua ăn lagu nữa. Tôi nhà tôi là ăn đồ một lửa tôi ăn sao bắt ăn hai lửa. Là lửa phiền não đã nổi lên rồi. Có không cái gì? Xuống dưới rồi bắt đầu thấy thiếu nước. Trời ơi, ông thể niệm này ông làm dở quá, tại sao ông chăm đưa cho bà Hồng Đạt, cho cô Hồng Đạt mà sao bà lại để thiếu nước Hồng Đạt, tại vì cũng mới tụng Lăng Nghiêm xong cũng khởi lửa phiền não lên, thì xuống ở dưới chúng ta là ở trong coi như là ba đường ác rồi, ngồi đó, rồi bắt đầu đem cái chuyện của cái cô sư cô thần kinh ra nói chuyện, thấy không, ông Thiện Châu thì ông ngồi ông nói rồi, cái cô đó vậy vậy là tôi là người quế mà tôi ghét rồi. Thì cái bà luật sư mới nghe tới đụng tới người phụ nữ là phải nhảy vô bên cãi phim. Có không có bà luật sư, cái gì mà đụng tới phụ nữ là bà này phải bảo vệ tới nơi. Đánh nhau xù văn trợ má thì nó bao nhiêu cái công đức mà tu ở dưới này nói chuyện thị phi đốt mẹ rồi. Có cái gì mình đang thiếu nợ. Hồi sáng nay là mới vừa được ba lần ngân sách. Bây giờ cái thời Lăng Nghiêm là đang ở dục giới và sắc giới. Rồi xuống dưới các thời mà đi kinh hành đó, là trở vào trong dục giới mà ở ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trong này có người đi nhưng mà đi để lên cõi trời, có người đi mà đi vào là súc sanh, có người đi nhưng mà đang đi để vào cái lò ngạ quỷ, có người đi để mà đi vào cửa địa ngục. Nếu mà ngay lúc đó chết á, đang đi kinh hành mà động đất âm thì có đứa lên thiên đàng, mà có đứa làm trâu làm bò, mà có đứa làm súc sanh. Có không quý vị? Quý vị nghĩ bữa nay tôi thề mở cho quý vị để thấy cái đường tu của chúng ta nó tới đâu nha. Rồi ra ngồi ngay đó là quán cà phê vỉa hè. Quán cà phê vỉa hè thì trong đó những người bán cà phê là cô Hồng Đạt từ bên Đức qua đây. Qua bên đây thầy Như Điển không theo mà theo thầy Thông Lai. Theo thầy Như Điển không bị điện giật, mà ở đây thầy Thông Lai bị mấy đệ tử giật điện. Mình nấu nước mình cực khổ, mình đã tính rồi nhưng mình nó uống lẹo quá đi. Mình đâu phải là hết nước, tôi thấy cổ mà canh chút xíu là cổ trăm liền, phải không cô? Mà ngày hôm qua còn chút là đề nhân mạng nữa, ông Tư cũng đang ngồi qua cái liên nghe cái lò. Thay vì ta mở ga đó, là ta phải đưa ông quẹt vô, rồi ta mới mở. Bảo mở một cái ga nó lên, mới đi tìm với ông quẹt nửa tiếng vậy. Bà Tư đừng kêu cái con mẹ này chết, còn chú giết chồng tôi rồi. Vui lắm, bây giờ nhìn, bữa giờ thầy đi thì cái cười cười đúng không ạ? À, rồi trận chiến giữa bác Thiện Châu và coi như luật sư bất phân thắng bại. Thầy không có à, bác thấy anh Thiện Châu anh xích đoạn thì một con kéo mà. À, đoạn thì chứ. Lúc đó chị nó hoảng hồn, chị nó nói không được. Sư tôi đã thần kinh chưa đến đây mà mình đã thần kinh rồi. Không được nói người giám mặt hết chuyện. Thôi bây giờ tạm ngưng ngay đây. Tôi coi như là một con tò tạm ngưng nơi đây. Tạm ngưng nơi đây. Và sau đó chúng ta đấu tiếp. Bắt đầu vô đấu tiếp rồi bắt đầu bên đây cái bác Thiện Châu vô ăn. Bây giờ ăn. Bác Thiện Châu nội đây bắt đầu nói. Tôi nói thiệt nha. Tôi là thầy tướng số. Tôi là thầy tướng số địa lý nữa. Tôi biết trong tử vi có 12 cung thái với Thiên Châu. Mà nghe con mẹ này, hồi đó mà cái tiếng nói của nhà mẹ này đó mà thằng thanh niên nó gặp là rụng rúng hết. Nó nói nó hiền lành, nó dễ thương.
phải không? Bây giờ con nói lại câu thôi. Bây giờ con biểu diễn nè, cô Hồng Tâm nói là khi mà chồng đi làm mệt về, nó đưa cái microphone cho biểu diễn cái thần kinh cho biểu diễn nghe cái công lực của thần kinh. Con nói tự nhiên, nhưng mà khi mà con nói cho chồng á, tại dẫu khẽ, tôi muốn biết ông Thiện Châu nói đúng không? Không ha, con nói thử đây là sự thật. Ông khen ông nói cô này đó, cổ là công nhân con hạnh mà người chồng, người nào mà lấy được cô là tuyệt vời, con nghe là, có khen vợ không? Con ngồi sau lưng con khen, thấy không? Thì bây giờ con biểu diễn khi mà chồng con bây giờ con mời ăn cơm, con nói sao nói đúng đúng chưa nha. Đi mệt thì sao sắp sao? Đưa cho mang đôi phone nói cho con nghe. Ai mà chưa đúng chưa rụng sẽ rụng liền. Nói đi, để con bác Thị Châu nói đúng không? Ông nói tôi người Quế mà tôi biết cái cô này mà hồi thanh niên tôi gặp tổ là tôi rụng đúng liền. Tôi bây giờ tôi rụng luôn mãi. Thì hồi đó không có thì người đó là làm việc buổi tối buổi khuya cho nên khi đi là làm về buổi chiều, cho nên con nói là anh cà phê có sẵn, có sáng là cà phê để sẵn trong ly rồi, cơm cũng bỏ sẵn trong giỏ, bỏ trong tủ lạnh rồi, áo quần cũng để sẵn ở trên cái ghế rồi. Thì ngày mai đi làm anh chỉ có mà lo để nó ngoài cải sống chứ. Cái này không nói gì đơn giản, không phải đâu. Dạ, không phải vậy đâu. Con phải nói là chú cho ơi, hồi ní ơi, vừa ní mà lâm ráng mà anh mệt rửa. Ông nói vậy, ông ca tụng dễ sợ lắm. Ông nói nhưng mà cuối cùng ông nói đó là cái cô này đó là cái cung phu, cái cung phúc đức của cha mẹ không được tốt, cho nên là cái đường chồng con, ông già ăn mặn cô uống nước chứ ông không có chê. Lúc đó là ông Thiện nói thế này, tôi chỉ ngồi xuống lưng á. Ông nói đâu có, tôi là thầy mù, ngồi đâu cũng thấy hết. Thầy bói mù mới giỏi. Phải không? Phải không? Dạ, dạ đúng vậy chứ cô. Dạ đúng rồi, cô nói giọng cái giọng người Huế như vậy, cô nói rất là tình cảm. Dạ. Dạ, cô nói bị dù chư như là khúc bài nói như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp như cô nói rồi về này, anh ơi, vào đây ăn cơm này, xem là đủ sẵn rồi. Đó là những cái người Huế thường thường như vậy. Nhưng mà cái chuyện nói của cô đây thì chắc còn lại hàng cũng tự như vậy. Nhưng mà nói hay á, đủ lão người Huế nó hay lắm. Người Huế mà khi hắn nói nữa là thôi, tự nhiên là mấy ông chết. Dạ, ông mà rồi đó. Nhưng mà bởi vì cái cúng phúc đức á, thì con nói rằng là bởi vì cha mắm thì con uống nước. Rồi con được thắng như vậy đó. Dạ, thì cô nói là không sợ của mồ sâu lưng ông một bàn. Dạ, cho nên rồi bây giờ mà cô vô đây gặp sư phụ mà đi tú như vậy là rất là hay. Dạ, coi như là rất là hay, con thầy đó ra để ra rất là hay để mà cứu vớt tất cả những cái chuyện gì. Chứ con theo con là thẳng ra vì ở trong này thì chắc chắn là rằng là cái ông thân sinh của cô ngày xưa đó, hoặc là ông nội đi, thì rất là hào hoa bay vượng đó. Nghe rồi việc bao nhiêu những cái người con gái đàn bà rồi thì bị ra hàng lớp rồi chết ở chân tay, cho nên rồi bây giờ là cô phải trả thôi. Về đó là về cái vấn đề là con khen đó. Ông nội mình hào hoa. Dạ. Đó là nó thật. Nhưng mà cô đi tu thì cho quả từ tốt rồi. Dạ. Bởi vì tôi đó người ta nói thầy bác cũng ngồi sau lưng bác nói đâu cần thầy bói mù là dẫu không thấy hết. Dạ đúng rồi, bởi vì cái chữ số là thầy sinh bói mù là bói giỏi đó, phải không? Dạ. Bởi mấy mù bói giỏi như bình thường là bà luật sư này nè, là cái chuyện tiếng nói của bà đó hắn thì nó bây giờ là 10 ông chung được cũng chạy thôi rồi. Bởi vì mỗi người rồi không có rồi, bởi vì nói là anh Thiện Châu anh nói đúng, nhưng mà tại vì anh nói thiếu thôi. Thiếu. Dạ, mà con giờ mười ông chồng cũng chạy hết mà chạy lại. Tại vì nhân là thưa thầy là tại vì con giúp ảnh lên thiên đàng mấy chốt thôi, ảnh suýt là xuống địa ngục rồi đó. Rồi nghe tiếp thầy để tôi cho phân nhận định cái tình hình thầy trò của cái trường thả năm nay nha. Sau khi đó vô đây cái đó là thầy mới đưa đề tài ra tu, chúng ta tu xong rồi tới trưa ăn xong rồi khi rồi chúng ta lại luôn quạt sám bảo đảm khi lại đó là thầy sướng. Hôm nay chúng con xin vì cha chúng con, mẹ chúng con, thai nhi chất phụng tử của chúng con, cứu nguyền bảy họ chúng con đầu thành ảnh lễ sám hối là nam mô quá khứ thì mà đi Phật. Thì khi quý vị lại quý vị có công đức đó,
Nhưng mà rồi chúng ta lui ra rồi chúng ta thấy chúng ta chưa có ra khỏi cái ma cõi nữa. À, đó là làm sao mà sức diệt phiền não già. Như vậy những cái thời khóa nào cũng vậy này, mà chúng ta có 6 thời mà tôi nói rõ là chỉ có cái thời lăng nghiêm là ngay lúc đó đúng một cái chết á, thì bảo đảm thầy trò chúng ta đi về các cõi trời phạm thiên, cõi trời sắc giới. Tại sao? Cõi trời đó là đang tu phạm hạnh, cõi trời đó là nhưng mà chưa có ra khỏi ba cõi. Đó là tôi nói là cõi trời phạm thiên có 18 cõi. Cho nên mình nhìn để mình đi về đâu. Tụi con thấy tu tưởng dễ sợ lắm. Chương trình 6 thời đó là nói chuyện chúng ta có 6 thời mùa hạ. Chứ còn nếu mà chúng ta không có một hai thời nó còn tệ cỡ nào. Mà có những ngôi chùa không có thời lăng nghiêm. Bởi vì cái thời lăng nghiêm là cái thời quan trọng nhất. Đức Phật khuyên ngã na còn phải tụng. Cái gì là ai mà không tụng? Nhiều đó thôi. Cho nên khi mà tại sao chúng ta không được giảng sanh thì chúng ta cái tưởng chúng ta tu nhiều. Nếu mà đặt vào những thời kỳ không có, thì bây giờ cái đầu tiên mà muốn tu thì thầy lấy cái bài thơ của ngài Chứng Đạo Ca ra để chứng minh tu theo cái ngài Chứng Đạo Ca thôi. Bài thơ này là của nhà thiền sư Huyền Giác. Ngài sanh vào đời Đường, ngài sanh vào đời Đường. Sư là con của gia đình họ Đới, sanh vào năm 665 và mất năm 713, đời nhà Đường ở bên Tàu. Quê của sư ở huyện Vĩnh Gia, xưa thuộc Châu Ôn, nay là tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Sư xuất gia vào tuổi coi như là đồng niên, tức là còn nhỏ, tư chất thông minh tiến bộ. Sau khi sư đọc qua những bộ kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Phương Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Di Ma Cập, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, và sư tu thiền, và sư kiến tánh, và sư nghe tiếng được Tổ Huệ Năng, sư đến sư thăm, và chỉ một đêm Tổ Huệ Năng xác nhận sư là kiến tánh, thành ra sau sư bỏ đi, cho nên người ta đặt ngài Huyền Giác Thiền Sư là nhất túc giác. Chỉ một đêm gặp tổ là xác nhận ổng đã là chứng quả rồi. Và sau đó về ổng đặt ra cái bài thơ kêu là Chứng Đạo Ca. Thì bây giờ những cái gì chúng ta muốn tu tụng thân nghiêm, chúng ta không thể nào tụng 24 một ngày một giờ được, 24 giờ một ngày, mà lại sám hối chúng ta cũng không có lại được. Mà ra rồi chúng ta để cho cái tâm chúng ta nó chạy nhảy, chúng ta khởi tâm thương ghét đủ chuyện. Thì bây giờ thì đem cái này một cái bài thơ của ngài coi như là Huyền Giác Thiền Sư. Cái bài này là cái thấy của ngài sau khi ngài chứng đạo. Ngài đọc cái bài thơ này và nó đi vào lịch sử. À, tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo quá không thân tức Pháp thân, Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản biên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Đó là chữ Hán. Chữ Hán. Bây giờ tôi đi từng câu một. Cái tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, tức là tụi con mà cái bậc mà học, ví dụ như cái người này mà họ nấu món ăn mà kêu trời nấu ăn tuyệt cứu mèo, là sao cái gì? Là ngon hết sể rồi. Tuyệt chiêu, cái người mà đánh võ mà đánh một cái người ta đo giá chiêu là tuyệt chiêu, tức là tới cao thủ rồi. Mà chúng ta tu hành tới cái bậc là tuyệt học vô di nhàn đạo nhân, khi mà chúng ta tới một cái độ mà giống như tôi nói là gì, người tu mà ngày hôm qua cái ông hòa thượng đó, tôi nói cái ông sư huynh đó, hồi đó ông tu ông thì chú tụng kinh đá thở, ông tu siêng năng lắm, tới một lúc sau này ông đã thực tọa rồi đó, ông không tụng kinh niệm Phật mà về được hòa thượng Huệ Thành nói một câu là được chiêu quên á, được cá quên nôn, cái câu đó, hoặc là qua cầu rút gián, cái câu đó người đời là chê. Nhưng mà đối với sau này, một ngày nào đó, quý vị mết của Hồng Đức không chịu tụng kinh, không chịu niệm Phật, không chịu đến mỏ, mà tôi biết người đệ tử tôi thì tôi nói, à cái đồ này là được cá quên nôn, cái câu đó là câu khen đó. Tại vì hôm qua tôi có nói, tiểu thừa là tu sao? Họ chấp rất nhiều. Tiểu thừa là họ tu sao? Họ tu để họ diệt cái ngã. À, họ coi như là họ tu để họ diệt cái bản ngã, nhưng mà rồi họ chỉ là phá được cái ngã, nhưng mà họ còn chấp tướng, chấp pháp, họ vào rừng họ ở, họ không xếp tướng cái đồng hoàng. Người Thái Lan khi cúng tiền cho họ, họ không lấy tiền, họ lấy cái đũa, họ lấy cái gì họ gắp, họ nó không đụng cái tiền bạc, tức là họ chấp tướng. Nhưng mà tôi bên Đại Thừa vừa phá ngã, vừa phá cái chấp về cái thân, là bài kinh mùa Bát Nhã, chiếu kiến ngũ quẩn khơi không, dẫu chứ thôi, mà đồng thời cũng phải phá luôn cả chấp tướng. Và đồng thời chấp tướng là sao? Thí dụ 6 giờ tụng cũng được, 7 giờ tụng cũng được, 8 giờ tụng cũng được, không kẹt vào thời gian, vô sở trụ. Và đồng thời họ chấp, khi họ đạt cái đó họ bỏ luôn cả cái pháp nữa. À,
nhưng tôi không bỏ luôn cả những cái pháp, cũng như cái người đó đã vượt biên tới nơi rồi, giờ cái con bè, cái chiếc bè đưa chúng ta tới đạo Bến Bờ Tự Do, mà chúng ta còn khiêng cái bè lên, Đức Phật nó nặng, người nó chưa tỉnh. Hiểu chưa cái gì? Giáo pháp của Phật chỉ là phương tiện để chúng ta đến cứu cánh. Khi chúng ta đạt được chân lý rồi thì chúng ta phải buông, nếu không chúng ta vẫn còn bị kẹt vào cái là chấp pháp. Chúng ta uống thuốc, chúng ta trị bệnh nhức đầu hết rồi, nhưng mà chúng ta phải buông ngay thuốc Tylenol. Nếu chúng ta uống nữa thì chúng ta sẽ bị bệnh. Bệnh không phải gì nhức đầu, mà bệnh gì chấp thuốc. Hiểu chưa quý vị? Thành đại thừa cao hơn một bậc. Thì bây giờ Ngài mới nói là khi mà Ngài tu này gặp lục tổ là giờ Ngài đọc là thứ là tuyệt học vô di nhà đạo nhân, Ngài không còn ngồi thiền nữa. À không phải Ngài không ngồi thiền nữa, là Ngài không tu. Hồi xưa thì chắc chồng ngồi, bây giờ đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngủ cũng thiền, ăn cũng thiền, bữa cưới cũng thiền, làm biết cũng thiền. Như vậy không còn kẹt vào trong một cái pháp nào hết. Ngài đã lưu thông rồi. Còn chúng ta còn kẹt là phải uống nước lọc, uống nước chai. Chúng ta còn kẹt vào phải ăn cơm làm cơm gạo lứt núi mè. Hiểu chưa? Mỗi người đều chấp cái pháp đó mà hết bệnh rồi. Người này bị cholesterol, người này bị tiểu đường cao máu, ăn gạo lứt núi mè, nhưng mà đã hết rồi, ăn tiếp nữa uống nhôm như bà Diệu Trung luôn. Hiểu chưa? Trở thành tàn phá nhan sắc. Thầy nói giỡn cho bà hết này gạo lứt núi mè là thầy móc cái bà không dám ăn nữa. Như vậy tuyệt học vô di nhà đạo nhân, cho là cái lúc này là đã thấy được mặt trăng, thấy chân lý, thấy chân tâm rồi bỏ luôn móng tay, đã qua đến bờ bên kia rồi bỏ lại chiếc thuyền vượt biên, đã lên tới đảo Ga Lăng, đảo Bi Đông, đảo Philippines, không còn giác xuống nhau mà giác cái tàu này lên cái tàu này, hai lớp đầu xanh, ba lớp đầu bạc, cái đồ đó là đồ ngu, là cái loại tiểu thừa. Hiểu chưa? Buông tuyệt học vô di nhà đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Hỏi còn tư ông thầy nói nè, vọng tưởng đó. Tại sao mày ngồi mày vọng tưởng quá vậy? Có không vậy? Tu thiền có sợ nhất là vọng tưởng không quý vị? Hả? Tại sao tu thiền mà mày còn nhớ cha nhớ mẹ mày khóc? Có những là cái ông sa di cái ông vô tu theo một vị thiền sư, tối về ngồi thiền cái ông khóc, thì vị thiền sư hỏi sao con khóc, con nhớ cha mẹ quá con khóc. À, cái lúc này tại sao nhà ngươi thương cha mẹ hiện đời mà nhà ngươi quên cha mẹ bảy đời? Hiểu chưa quý vị? Thành ra lúc này đó tôi hỏi quý vị, vọng tưởng từ đâu mà ra quý vị? Vọng tưởng từ đâu mà ra? Có phải từ cái tâm quý vị ra không quý vị? Mà bây giờ niệm Phật kêu là gì? Chánh niệm. Suy nghĩ tới tiền bạc làm tiền, suy nghĩ tới trai gái, suy nghĩ tới bánh mùng kêu là gì? Tà niệm. Nhưng mà chúng ta có thể tránh tà và tránh ra được, chỉ là danh từ thôi. Hả? Tà niệm với chánh niệm, cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên khi mà Ngài đạt tới độ này rồi, thì Ngài đạt tới cái độ là tâm của Ngài không còn nói đây là vọng tưởng, hay đây là coi như chân tưởng, không còn gọi đây là chánh niệm, hay đây là tà niệm, vì Ngài đã đạt được tới cái chỗ là vô sai biệt. Tâm vô sai biệt. Cho nên vô minh tánh tức là thực tánh. À, hồi xưa mình còn ở tu hành mà nó vô minh tánh, mình vô minh quá, mình phải cần có Phật tánh. Nhưng mà khi đạt cái trình độ này, tâm vô sai biệt rồi, nhờ cái vô minh tánh mới lòi ra Phật tánh. Hả? À, tới lúc này Ngài nói ổ vô minh tánh tức là Phật tánh, mình nói ổ xong kia giấy. Thì lúc đó phải trả thiệt chỗ này. Quý vị có thể tắt nước và sống rồi nhau không quý vị? Sống từ đâu mà ra? Từ nước mà ra. À, sống từ nước mà ra. Như vậy, sống vô đâu mà có vô cái gió. Khi nào có gió thì gió tác động lên cái mặt nước, mặt biển tạo lên sóng. Gió lớn, sóng lớn, gió nhỏ, sóng nhỏ. Không có gió thì không có sóng. Cho nên bây giờ vô minh là tượng trưng cho sóng, Phật tánh tượng trưng cho nước. Cho nên cái lúc này khi mà hội còn mới vô lớp 1 trường làng của Phật giáo, lớp 3 trường làng, thì chúng ta phải diệt trừ vọng tưởng. Mà làm sao diệt được quý vị? Hả? Chúng ta diệt trừ vọng tưởng như vậy là chúng ta lúc chúng ta ngủ, chúng ta không có vọng tưởng. Và ngủ không vọng tưởng thì Phật kêu là hôn trầm. Nhớ kỹ nha. À, quý vị ngủ ở đâu có vọng tưởng? Nhưng mà tại sao những người ngủ hoài họ sẽ thành Phật? Không. Cái cây này nó có vọng tưởng không? Nó vẫn cấu tạo bằng đất nước vô lửa. Cái cây chết và cây sống khác nhau chỗ nào quý vị? Cây sống
là cái cây còn hút oxy, còn hút nước, còn lấy sống mặt trời. Cây chết là cái cây không còn sử dụng nước, nó cũng chết, nó cũng tàn phai. Nhưng mà chỉ thiếu một cái là thần thức. Cho nên người tu vô trần mà tu trở thành là gỗ đá, người đó chưa tu đến xương cha, xương mẹ, xương vợ, xương con, thấy quốc gia mình bị xâm chiếm, mình còn biết nói tiếng bảo vệ, mà tu biết trở thành là cái loài gỗ đá, cái loài vô cảm, thì tu để làm cái gì quý vị? Tu rồi chưa tu, biết thiếu đạo cha mẹ, thấy cha mẹ khổ biết lo, thấy vợ con khổ biết phụ gánh nước, thấy dụ chứ mà bây giờ nó là tu biết rồi trở thành, mình thành một cái loài vô cảm, vô tri, vô giác, và Phật không phải. Cho nên cái ngày huyền giác sau khi chứng đạo rồi, vô minh tánh tức là Phật tánh, không khác vì Phật tánh và vô minh tánh là sống với nước. Cho nên sống đúng rồi, sống không có lợi. Nhưng mà nhà khoa học gia khi mà chế ra, họ dùng sóng biển để tạo thành ra những dòng điện, có không quý vị? À, đừng cứ tưởng là sống không có tác dụng. Cho nên khi hiểu rồi, chúng ta lúc đầu chúng ta sợ những cái người mà phiền não, sợ những người quậy quả trong chùa. Nhưng mà nhờ có những người đó, mình mới thử đạo lực của mình còn có sống được không. À, cho nên là chúng sanh vô biên thời nguyện độ, không có những người cứng đầu làm sao mà lòi ra Bồ Tát Địa Tạng. Phiền não vô tận thời nguyện độ, vô chùa ai cũng trải thảm đỏ đón mình, thì làm gì mình biết là mình còn phiền não hay không. Cho nên ngài huy giác cái vô minh tánh tức là Phật tánh, cái thân ảo hóa này nè, cái thân tứ đại nè, tứ đại thân thân tích pháp thân, à cái thân pháp thân quý vị có thấy không? Tôi hỏi quý vị, ở trong này có internet không, có làm sống ở internet không? Trong này có wireless của hãng T-Mobile, wireless của hãng Verizon, wireless của hãng TNT, quý vị có thấy không? Có, nhưng mà không thấy, đó là tượng trưng cho pháp thân. Pháp thân của chúng ta đều xen lẫn nhau, nhưng mà nhờ có cái máy điện thoại, tức là cái thân tứ đại này, cái thân ngũ quẩn này, cái thân ngũ quẩn này nó ảo quá không thân, nhưng mà nó là từ chỗ đó mới thể hiện ra cái pháp thân. Nếu không có cái thân thầy tông lai, thì cái Phật tánh thầy tông lai làm sao mà lên đây để dùng cái miệng ảo giá này để mà truyền đăng tục diện nói dần vô chung. Thành ra khi tu rồi muốn tiêu diệt cái thân này, cho nên bên chữ thừa ngày xưa thờ Phật còn thể thế nhiều vị tăng hiểu lầm cái đó, tự tử chết. Giảm cái thân này là có mấy chục thứ dơ phân nước liễu đầm xanh đầm đỏ ruột gan ruột giò nó lắng nghe xong đang đi tự tử hết. Phật nó không phải. Cho nên khi mà tu tiểu thừa ta còn chấp vào danh tự, bởi vì Phật nói 49 năm ta không có nói lời nào hết, nói gì nó cũng chấp cái đó hết, nói gì kẹt cái đó hết. Cho nên như vậy thân tứ đại ảo quá thân, nhưng mà nhờ ảo quá thân mới xuất hiện được cái diệu dụng của pháp thân, phải không quý vị? À, cái xe phơm vô nước, cái iPhone vô nước, nhưng mà cái xe phơm là bị chi phối bởi thành trú ngoại diện. Cái xe phơm là vô thường, cái microphone là vô thường, cái energy thôi băng là vô thường. Nhưng mà nhờ có những cái này, nó mới đưa tải được những cái hệ thống internet. Nhờ có những cái này, nó mới truyền đạt lên toàn cầu tất cả những cái bài pháp. Cho nên, ngài huyền giác sau khi ngài chứng đạo rồi, nếu mà không có cái thân tứ đại này, thì làm gì thể hiện được cái pháp thân Phật Thích Ca? Phật Thích Ca mà không có cái thân 32 tháng tốt đó mình đẹp, do cái DNA của bà hoàng hậu Maya và cái DNA của vô tình phản kết hợp, thì làm sao thể hiện được cái pháp thân Phật tánh của ngài cho tới ngày hôm nay để còn lợi lạc. Cho nên cái cell phone hư mua cell phone khác, nhưng mà cái làm sóng điện vẫn mãi mãi đây. Làm sóng điện không có thấy, không có tác dụng gì hết, nhờ có cái cell phone nó mới nhận được tin tức, nhờ có cái cell phone nó mới gửi thông tin, nhờ có cái cell phone nó kêu là thần thông biến hóa. Cho nên ngài nói ảo hóa thân, ngũ quẩn thân, thân thân bền tức là pháp thân. Pháp thân mà khi giác ngộ rồi là vô niết vật. Khi mà đã tới cái chỗ này rồi là trên thế gian này không có cái vật nào cả. Đạt tới cái chỗ mà lục tổ Huệ Năng bổn lai vô niết vật, xứng lý trần ai, bổn lai không có Phật và chúng sanh, chỉ là danh từ đặt ra. Phật là gì? Phật là giác ngộ, chúng sanh là mê. Cái bàn tay chúng ta ngửa là Phật, úp là chúng sanh, ngửa là sử dụng, úp là không làm được gì hết. Cho nên nhưng mà cái bàn tay này có những lúc vẫn phải úp. Úp là sao?
À, Úc làm sao? Bàn tay này khi xè ra là ban phước, nhận họ cũng được. Mà có những lúc thầy Úc, có những người ngã mãn, có những đồng tiền dơ vế đem lại đây, mua cho thầy tương lai, mình phải Úc tay xuống, hiểu chưa? Cả ngày mà nó ngày viết, quý vị có sống nổi không? Ngày viết thì thế giới này sẽ bốc cháy. Mà đi viết quả địa cầu trở thành băng giá, vừa đúng 12 tiếng là bắt đầu chuyển qua đi luôn. Thấy không? Mùa thu hoài thì làm gì có bài thơ lá làm rơi chiếc lá vàng rơi. Mà nếu mà như vậy làm gì có những lá cây rụng xuống để mà thay lá cây mới, và mùa xuân mới có nở hoa. Thì ngay cái mùa thu là nó để rụng lá, để nó chuẩn bị đón những cái nụ hoa của mùa xuân. Mùa xuân bay hoài thì sẽ làm cho chúng ta bị allergy. Tới cái cao độ rồi thì nó trở lại là mùa đông tiết xuống, dập hết tất cả phấn hoa. Cho nên những cái đó đều là có lợi dụng. À, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Bản nguyên, bản là bản thân, nguyên là cái nguồn gốc của mình. Trước khi cha mẹ sinh ra, trước khi quý vị nhập cái thần thức vào cha mẹ, cái đó bản chất nó đã là Phật rồi. Cái đó tức là cái Phật tánh của vậy rồi. Nó là ông Phật thật sự 1000% thiên chân Phật, là thật sự 1000%, đừng đi đâu tìm Phật hết. Ngũ quẩn phù hương không thứ ai. Cái thân ngũ quẩn này nó không đến và không đi, không sanh và không tử. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị, ta giải ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lâu sau. Cho nên vô minh tánh tức là Phật tánh. À, có một nhà thơ tên gì đặt bài thơ, quý vị nhớ trong thi đoàn vị Phật Pháp Tú đó. Ông có tên gì? Tự lực danh đoàn. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Ông nào? Nguyễn Khuyến à? Đúng rồi. Nguyễn Khuyến bài thơ đó. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Như bây giờ thầy Thông Lai và những đệ tử của thầy, ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn vô xa. Đến vô xa để cho nó nắng nó cháy da cháy đầu. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn ni ba. Ở đây thì không thành Linh Đô Chê, nhưng mà đến Nê Ba sẽ thành Sa Đô Chê. Hiểu chưa quý vị? Bởi vậy không có cái vô minh mà không hết vô minh. Cái người mà vô đường đến tội mấy bà này đồ ngu. Giờ này ta đi luôn, ta đi chỗ này chỗ kia, vô trong rừng, ở thì những cái liều, nằm với những miếng sàn, lạnh thì lạnh chết cha. Sáng nóng đầu dậy tụng kinh, phải không? Nó có gì, nhưng mà ta dạy, ta tìm, ta cho mình là vô minh mà thật đâu phải là vô minh đó, phải không? Thành ra từ cái chỗ đó chúng ta thấy, nhìn thẳng ra, cái bậc tu sĩ tỳ kheo ni mà đến cái trình độ mà của ngài Huyền Giác Kiến Đạo Ca rồi, cái bậc mà tu hành để chỗ thiện học vô vi nhàn đạo nhân, tức là cái đầu tiên chúng ta phá luôn cả cái pháp luôn. À, hồi xưa là chấp tướng, chấp có, chấp không, chấp tứ đại, chấp bản ngã, buông hết. Chúng ta tới cái chỗ là nhàn đạo nhân, tụng kinh cũng là tu, không tụng kinh cũng là tu, không phải ngồi ở đây lại sám hối mới là tu, ở dưới lạc rau đuổi củi cũng là tu. Chúng ta tu trong coi như là vô tướng, tu mà có lại có tụng là hữu tướng, mà tu mà không lại không tụng mới là vô tướng. Thầy Tử Minh, thầy Tử Quán không có lên đây đến bỏ đi chuông mà có tu không có gì. À, tu đó là tu vô tướng. Trên này của Hồng Đức thầy đệ tánh tu là hữu tướng, phải không? Tôi ngồi thuyết pháp đây là coi như hữu tướng thuyết pháp. Quý vị không nói cái gì hết trời, thầy đệ không bao giờ vô tướng thuyết pháp, chứ là bằng vô tướng thuyết pháp. Tôi cần nói chuyện giọng không, giọng tưởng không từ mà chẳng cầu chân. Cái giọng tưởng không có từ gì, nó là sống của nước. Sống gì? Sống được, sống mất, sống hơn, sống thua, sống phải, sống quấy, sống dinh, sống nhục. Cho nên cái tâm chúng ta đã là thanh tịnh tợ lưu ly, tâm chúng ta là chánh định như như bất động rồi, của cái người mà đạt cái thiệt học chư duyên nhàn đạo nhân đó. Nhưng mà tâm thế gian sao? Đang ngồi đây ông xã gọi, bây giờ tôi nói nha, tiễn nha, con đang ngồi đây đi, để tới cái con ở từ tôi đi ra gọi qua text message. Tiễn ông này không trả lời gì, đang mê pháp, phải không? Tiễn bây giờ tắt cái máy nó run run lên, không mê pháp. Nhưng mà nó tắt lần thứ hai nữa, cũng vì nghe phim thì học vô duyên nhà bệnh nhân người giá nó đã quá, Tiễn đang ở cung trời rồi mà thằng Tiễn không thèm nghe. Nhưng mà tới lần thứ ba coi, mở ra coi, anh ơi mình mới trúng số 5 triệu, Tiễn đi ra ngoài liền.
bị sao động bởi cái gì, ngọn gió gì? Ngọn gió được. Đúng không quý vị? Bây giờ con nghe bảo đảm đó. Tức là thứ nhất, phiền quá đang hay mà. Tính lần hai mà thứ ba, bắt đầu suy nghĩ không biết con gái mình có gì không. Chạy ra ngoài coi. Anh ơi, với số anh mua bây giờ mình trúng động đất 5 triệu. Thì lúc này là tiệc học vô di nhà đội nhân không có nghĩa gì. Em, điện cơ nãy vô chưa? Lúc này là sống nổi luôn. Anh ơi, anh nghĩ là anh đi bên kia. Thành ra em đi tới em vô rồi. Khốn nạn. Lúc này là ông Trung ngồi cái bên. Ông Trung chuyện tắt cho ông Trung. Ông tắt ông chuyện. Ông chuyện nói mình đâu có vợ nữa. Mình chỉ có cái đứa con mà tới bữa nay chưa tới ngày xuất bọt mà sao nó đánh đi. Ông Trung vẫn bình tâm chánh định như bất động. Cái bắt đầu đánh lên thứ hai nữa. Ông Trung nói, ồ sao kỳ vậy? Mình thứ ba nói, chuyện nó muốn gì đây? Ông ra quả cái bàn tính đó. Anh nghĩ thôi em qua đây bây giờ trúng số 5 triệu. Mà bây giờ em nó đền tên nó vô mà thiện nó em mua như sao? Sao mày ngu vậy? Hả? Nó điền như vậy rồi mà nó có một miếng rồi. Mà nó điền hai tao rồi sao tao cũng điền vậy mà tao mất vợ đó mày ơi. Rồi bắt đầu sống con này nổi qua sống này rồi. Có không cái vậy? Cái ta phải địch rồi. Phải không? Giờ bắt đầu tích cóc thay vợ tôi 10 ngày giờ thầy. Con xin phép về về xin chỉ thiệt gia đình để con kiếm luật sư. Thôi luật sư kiếm thành nhảy vô. Được sư hỏi thôi vậy. Lúc bây giờ nó điền lên là nó làm được không? Được sư không được, anh có hôn thú không? Điểm bắt đầu thay về luật hôn thú. Luật giết cây xanh to không? Phải không? Tôi sống nó nổi lên nó vậy. Không biết trời. Nhưng mà đùm lại cái. Về tới đây cái chưa được 2 ngày cái chuyện nó đi qua là thằng này sao dỗ đạo thiệt nha. Nghe để nghe kinh nguyện ngày mình giác thì giảng xong rồi con nói phải. Tại vì cái số này trúng nhưng mà con mua vé của Phila mà nó giờ trúng của New York. Không mặc được. Tốn mẹ 5 ngàn luật sư mở cái kia. Hả? Cái gì thấy sống chưa? Lúc này là chuyện nó ngồi nó buồn. Biết như vậy. Ở đây nghe cho nó đã đi về còn mất 5 ngàn luật sư cũng đi mất 16 tiếng máy bay đi qua đi về nữa. Số mà khác ngày thôi. Hả? Cái gì hiểu chưa? Hả? Như vậy được mất cái 5 tiếng là một trò chơi thôi à. Hạt điển. Con trúng 5 triệu thì con cũng nhiêu đó là con cũng ăn ngày 3 bữa, ăn 4 bữa là hả? Không tiểu đường cũng cao máu đâu. Hả? Con nhìn thấy rõ chưa? Bây giờ không có tiền thì được cái gì quý vị không xài hết đâu. Hả? Trúng số trong là lâu lắm, mấy ông trúng lỡ là mượn tiền cái gì đây nữa. Từ đó quý vị thấy rõ là chúng ta tu như thế này làm sao đây với cái nhìn của cái bậc. Bởi vậy khi mà hiểu rồi đó, ngày xưa mình bị cái đó, cái gió nó lăn tăn kể nó, tại vì mình khởi tâm mà tâm chánh niệm nhân nhận được nó không thua mà người mà đến như ở trong bàn luôn vững rồi đó, đem đổ đi. Đức Phật ngài có lao chao cái gì? Đức Phật bây giờ nghe là hầu la nó trúng số hả, là có một người nào tặng hoa vua, Đức Phật có mừng không? Trên đường đi tu Đức Phật được vua Bình Sa Dương tặng cho một nửa danh sang, có không vậy? Mình đã thành tỷ phú cỡ nhân điều đấy vẫn đi tu mà có người nào tặng cho ông 50 tỷ ông mừng không quý vị? Vì ông có trên 50 tỷ không mừng. Thành ra từ đó quý thấy tại sao đọc đọc là tại vì mình còn tham, mình nói là đạo học tới cái chỗ này không còn đọc gì nữa hết. Cái gì tam đọc nó đâu có đọc, tham sân si đâu có đọc, tham tu có đọc không? Nổi sân khi con mà Hồ Chí Minh có giận không, hay nổi sân khi cộng sản để cho Trung Quốc lại đọc, cái đó nó phải là đạo học, hiểu chưa quý vị? Rõ ràng lắm nha. Thầy là si đó, tại sao không chịu về cực lạc mà ở lại đây? Cái si của thầy là chịu xuống địa ngục để cho chúng sanh lên thiên đường. Ngài Địa Tạng sao ngu quá vậy, ở hoài vậy? Không phải vậy đâu. Cho nên khi đó chúng ta hiểu rồi, tu hành tới cái chỗ mà tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, chúng ta trở thành một cái người nhàn nhã trong cái nặng nề nữa. Chúng ta cũng đúng cũng được, cũng sai cũng được, ai chê cũng được, ai khen cũng được, sống tin những cái sống đó không còn lung lai cho chúng ta nữa. Vì chúng ta biết mày hồi xưa tao không nhận diện ra mày rồi, tại vì mày cũng từ cái Phật tánh của tao mà ra, chứ không hay hết à. Mày là cái tâm tham này cũng từ Phật tánh mà ra. À, tánh của vô minh và Phật tánh không hai. À, vì có cái thằng vô minh này cho nên mình mới đi xây lầu đài trên cát. Vì có cái thằng vô minh này cho nên mình mới rước một cái con vợ không có bà con gì tới mình. Rõ ràng con mình, vợ mình là ai để ra? Vợ mình là con của người ta. Con mình là do ai?
vô vợ đẻ ra nghĩ qua nghĩ lại chả có bà con chi. Hiểu tới cái chỗ đó rồi đó thì mình thấy mình thoải mái cuộc đời. Do có cái đau khổ cái gì mới đến chùa, do có phiền não cái gì mới tìm được giải thoát, do có cõi ta bà cái Phật Di Đà mới lập ra cõi cực lạc. Nếu mà giả sử bây giờ ở Việt Nam mà chế độ cộng sản nó cũng giống như chế độ của Hoa Kỳ, chúng ta có đến đây làm gì không quý vị? Không. Cho nên là nhờ có thằng cộng sản nó vào đây, nó gian nó ác, coi như nó nói đủ thứ hồi đó mình không tin lời của Tổng thống Thiệu. Mình có những người mặc áo Việt Nam Cộng Hòa phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà hàng đêm đều mở đài của Việt Cộng nghe, có không quý vị? Có những người con thì đi cầm súng đánh ở Quảng Trị và bà già ở nhà là nuôi dấu liệt sĩ, có không quý vị? Cho nên sau khi nhờ như vậy chúng ta mới là đi qua Hoa Kỳ. Ở trong cái vấn đề này tái ông Thất Mã nhờ có cộng sản gian ác mới lồi đã là Hoa Kỳ là chánh nghĩa. Cho nên chúng ta hồi xưa chưa tu thì giống trưởng phải thư ta bà hải trắng, nhưng mà khi tới cái đạt này ngài nói là giống trưởng không từ chẳng cầu chân, ta bà không sợ chẳng cầu tây phương. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai, nhờ có vô minh tánh mình mới lồi ra cái Phật tánh, nhờ có ngài mới lồi đi, nhờ có người ngu mới lồi có người dốt. Phật tánh ấy chính là tánh của vô minh đấy, Phật tánh ấy chính là tánh của vô minh đấy, nghe chị quá. Nhờ có Phật tánh mình có thấy được vô minh tánh, nhờ có vô minh tánh mình mới thấy tại mình có cái Phật tánh. Thân ảo hóa tứ đại này và pháp thân cũng vậy. Có cái làn sóng vô hình, có cái làn sóng wifi, nhưng mà không có cái hữu hình thì làm gì mà nó hiện ra những cái diệu dụng để mà chuyển tin, để mà tất để mà upload bài giảng. Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy. Ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân. Điện thoại mà thấy được là cái gì? Là hiện tượng, là diệu dụng của những cái đường dây internet vô hình. Biến biển pháp thân dĩ như bản thể vô cùng, pháp thân là biển thể vô cùng, mà ảo hóa thân tựa như sóng mồi lao sao trên mặt nước. Pháp thân là dòng biển cả mênh mông, nhưng mà cái gì, cái biến hóa thân này, cái pháp thân là nó biển cả, cái thân tứ đại này chỉ là những vật sóng mồi lăn tăn trên dòng nước, lăn tăn trên dòng nước. Nhận thức rõ hai thân pháp hóa, hai thân này không khác, chợt tỉnh ra rằng dạng pháp giai không. Và Đức Ngài Ngài Lục Tổ có nói là bổn lai vô nhất vật, tánh thiên chân, tánh thiên chân là Phật tánh của mình, còn phải đi đến đâu để tìm ra ông Phật. Mình là Phật, mình vốn thật là Phật. Phật là gì? Là giác ngộ, phải không quý vị ơi? Thân ngũ uẩn chỉ là phù dân tụ tán, thân ngũ uẩn này chính là những đám mây nó phù nó dân tụ tán, đám mây cái lúc nó hiện ra cái hình bà tiên, đám mây cái lúc hiện ra là chiếc thuyền, đám mây cái lúc hiện ra là một cái gì đúng rồi cái gì mà nó tụ tán nó bay trong cái bầu hư không này, chính là cái Phật tánh của chúng ta. Hợp rồi tan trong Phật tánh bao la, cái thân này nó có rồi nó tan trong cái Phật tánh bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt của thân tứ đại này sẽ vô cùng, nó hiện hữu không bao giờ vô tận, cho nên nói rằng không có cái sanh tử và cũng không có cái chấm dứt hết sanh tử. Gọi tam độc, tham sân si là tam độc, thực tánh nó không hề độc. Tam độc có gì đâu độc cái gì? Không hề độc. Nó độc là gì? Tam độc là tham. Mình đã tới cái độ vô vi rồi, cái tham độc nó có hoàn thành được không? Đức Phật Thích Ca ngài cũng có tham sân si, mà khi ngài tu rồi thì trở thành là gì? Giới định huệ. Quý vị thấy không? Chúng ta có giới rồi, thấy cái bà kia rớt một lượng vàng, chúng ta thọ giới có lộn không quý vị? Không lộn, nên nó đâu có độc nữa. Sân, định, chúng ta bây giờ chú là nghiêm, chúng ta không có lộn là định. Mà chúng ta đã vô đây, chúng ta hiểu được cái này, chúng ta phát sinh huệ không còn si. Tham sân si gọi là tam độc, gọi tam độc thực tánh không hề độc, dĩ nhiên bọt bèo sanh diệt quyển hư, hễ vô minh thì tam độc hoàn thành, hễ giới định huệ thì tìm không ra tam độc nữa. Thành ra khi tu đó đừng có tưởng tụng kinh niệm Phật là tu. Ngài để lại mấy trăm bài thơ, bữa nay cái bài thơ đầu tiên của chính đồng ca quá hay luôn. Việc học vô vi nhàn động nhân quá hay.
Vậy tụi con hay không? Tiền học vô gì? Người tỳ kheo, người đệ tử Phật, người kỹ sĩ Phật. Học tới chỗ tiền học, tới chỗ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Một bên dùng danh từ, bởi vì nhà Phật dùng nhiều danh từ chúng ta nhét nhói lắm. Học tới cái chỗ mà coi như là PhD rồi, không còn cái gì để học nữa. Có phải là bên Đức Phật học tới chỗ vô học không có gì? Bậc chứng quả chưa là bậc vô học. Học tới cái chỗ vô học là nhàn đạo nhân, tới người trở nên nhàn đó. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chấp, bất trừ phiền não, bất cầu bồ đề, bất trừ ta bà, bất sanh tịnh độ, không tham tịnh độ, sống không sợ ta bà, chết không tham tịnh độ, vô minh thực tánh tức Phật tánh. Nhờ có vô minh tánh mới là Phật tánh, nhờ có sống mới biết là có nước. Làm sao tách khỏi sống và nước? Ở đây quý vị, pháp thân ảo quá thân tứ đại tức pháp thân, nhờ có cái thân tứ đại này Đức Phật Thích Ca mới lên, mới thuyết pháp được. Không có cái thân mà đã 80 năm rồi nó hủy hoại, Đức Phật Thích Ca làm gì mà có để lại coi như là tam tạng kinh điển. Cho nên Ngài nói rằng ảo quá thân tức là pháp thân, không có tạo hóa thân làm gì có dòng pháp của Đức Phật A Di Đà, dòng pháp Phật Như Lai. Cho nên quý vị hiểu rằng ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tức là cái thân ngũ quẩn này nó chỉ là những đám mây bay ở trong cái pháp thân rộng lại. Lúc thì nó hình này, lúc hình kia, chỗ nào cần một cái thân người trời, chúng ta thì hiện trời. Chỗ nào cần cái thân người con hiếu tạo thay lưng đạo, chỗ nào cần một thị kheo, chúng ta thì hiện thân thị kheo. Như bữa nay tụi con vô tu đây, tụi con thể hiện hình tướng một sa di. Về nhà chúng ta, vợ mình đang cần một ông chồng, ông Phong con làm Bồ Tát Di Mạng Tật. Vì con lâu nay con đã làm Bồ Tát, là vậy Bồ Tát đâu có phải là ngồi trên này để cho người ta chưng ta dọn. Bồ Tát chính là cái gì, là phục vụ chúng sanh, là Bồ Tát. Bồ Tát giới là thọ sáu giới. Giới thế gì? Sáu giới trọng, 28 giới trừng. Còn hạnh Bồ Tát không thọ giới nào hết. Người cao đài cũng làm được Bồ Tát hạnh, người tôn giáo cũng làm Bồ Tát hạnh. Có thể những cái bà thọ giới Bồ Tát nhưng mà không làm hạnh Bồ Tát. Có những người không bao giờ thọ Bồ Tát như ông Điều Gáy, nhưng mà ông lên làm Bồ Tát hạnh đó quý vị, phải không quý vị? Cho nên khi hiểu đạo rồi quý vị thấy rồi, tam độc thật sự nó không có gì độc hết. Đức Phật ta cha mà cho mình giới định huệ thì cái tham nó còn độc. Quý vị thấy rõ, trong gia đình dục dưỡng vàng ra, người thì chọn, người kia trộm. Quý vị thấy cái chuyện mà Hòa Thượng Huệ Thành 30 lượng vàng không? Đầu tiên là cái ông thầy mà ông cấp là người giảng sư một ông cấp, có phải là do tam độc không quý vị? Khi ông chôn cho nó ông khổ không quý vị? Ông là cái người được tuyển chọn top 10 trong 1000 vị sư, là cái người này có tinh thông kinh điển. Ông này biết được nhân quả không quý vị? Biết. Bây giờ để cho ông Hòa Thượng, một cái người dạy mình lên, nên về mà để đền. Ngày nào cho con chôn tiền của người, để tiền người ta cúng cho thầy để làm sắp địa tạng, hay là tiền của thầy của cô Hồng Đức đang làm để mà trả cho cái giếng gì không có tiền. Quý vị thấy cái người đó đau khổ quý vị? Họ bị dằn vặt rồi, tam độc quá gì cái tham, phải không? Mà tham cộng với si, đúng không quý vị? Thằng nào ông giờ ông giấu, trong thời gian người ta ngủ yên thì ông biết làm sao chết cha rồi dàn giấu trong này thế nào. Ông Hòa Thượng cũng bắt, cũng lòi. Thành thời gian ông ở trong cái địa ngục nó độc quá, nó làm cho ông đau khổ, nó làm sao lầm hết. Nhưng mà khi Hòa Thượng sử dụng cái trí huệ, à Hòa Thượng ơi, Hòa Thượng bây giờ 10 vị thanh tài này là những người có thể là truyền đăng tục diện nói dòng vô chung. Không biết ai, 10 người mỗi vẻ, 10 phương diện, 10 ai sẽ làm trụ trì cái ngôi giảng đường này đây? Ai sẽ là cái người mà hưởng hai cái quả mẫu hương quả, hai cái mẫu ruộng hương quả của Hòa Thượng đây, để mình nuôi mẹ nuôi cha? Thầy biết không, thì tụi con đều có mẹ già, tụi con bỏ hết, bây giờ thầy hưởng cái này tiền của ông nội thầy để lại là thầy tặng cho nhiều Hòa Thượng đã 80 rồi. Chỉ bằng Hòa Thượng bây giờ suy ra ai giỏi nhiệt, ai có phước lộc, thầy giấu 30 lượng vàng, dĩ nào tìm được người đó được Phật chọn. Và khi đó rõ ràng chiều đó ông đã đem túi vàng 30 lượng vô, thì ngay cái lúc đó là cũng là cái lượng vàng đó mà do tâm tham, là kêu là tham độc. Nhưng mà sau khi giác ngộ rồi thấy Hòa Thượng này tốt quá, ông này vô đây 30 lượng vàng nó không còn là độc nữa. Bây giờ không? Đâu có tâm độc nữa. Mà từ đó do có cái tham, do có cái vô minh này, giờ này cái ngôi chùa của Hòa Thượng Huệ Thành mới còn ông đó đứng đâu quý vị. Cho nên vô minh tánh tức là Phật tánh, nhờ có cái tên nó gì tham độc, mà Hòa Thượng sử dụng trí huệ, nó không còn tham độc nữa, nó biết tình giới định huệ. Và ông thầy này bây giờ giữ giới, giữ định giữ huệ, việc cộng vào ngôi chùa tổng, làm đủ thứ để giết Hòa Thượng bọn xúc độc. Ông là cái người bảo vệ Hòa Thượng, cho nên vô minh tánh tức là Phật tánh.
Nếu không có cái tánh dụng mình con thầy nó chôn trẻ, nếu không có tham vào tâm sân si, giờ này cái chùa Long Thiền không còn hiện diện, phải không quý vị? Theo cái chỗ đó là bậc truyền học vô di nhà tâm nhân, có phải hòa thượng của thầy? Nếu mà tên này nó dùng vô minh, nó dùng vô độc, mà nó đối mẫu dùng vô độc là tiêu liền, tan loạn hết cả một cái giới đàn, tan loạn 10 ông kia là mang tiếng hết, lón cò cào rồi người ta Phật tử thối tâm hết, phải không quý vị? Và chỗ này rõ ràng vô minh tánh tức là Phật tánh, nhờ có tánh vô minh xong ông giúp mình, và lúc đó ông thấy mình vô minh rồi mình đi sai còn chút nữa là mình hại bao nhiêu tăng đồ, mang một món nợ, mà mẹ mình cũng mang nợ. Mình dùng cái tiền chôn trẻ này để mình trị bệnh cho mẹ mình càng chết thêm nữa. Mình dùng cái tiền này trả cho anh mình từ ở ngoài dùng 1 vô dùng 5, mà cái tiền này chắc chắn trả chết ra cái trận Bình Long rồi. Cho nên từ đó giờ cái vô minh đó, ông Bình là ông phát triển cái Phật tánh, và không có ai làm luân chuyển được ổng. Ổng là cái người trung thành để Hòa Thượng Huệ Thành, cho tới khi diệt cộng nhạo, bao nhiêu người kia ra đời hết trời, chính ông kia ra đời hết trời. Chỉ ông này mới ngay hai Hòa Thượng đuổi tôi mới đi thôi. Mà ngày nào mà ai bắn là tôi nhào ra tôi lãnh viên đạn đó trước. Như vậy tham độc đâu phải là độc đâu quý vị, phải không quý vị? Nhìn thấy rõ Hòa Thượng áp dụng hoàn toàn là trí tuệ hết. Và nhờ này cái hệ thống Hòa Thượng còn đang nhờ cái ông đó có tham độc, nhờ cái ông đó dùng mình. Còn mấy ông kia không có dùng mình, giờ này đi ra hết là khôn. Hay áp dụng bằng pháp hay không quý vị? Thôi tiếng rưỡi rồi đó, chúng ta nhiêu đây là đủ tu rồi đó, không giờ ra bắt đầu sạch đủ năng lượng lên tiếp ra quán cà phê dưới hè đánh tiếp. Bởi vì khi mình hiểu được những cái này rồi mình thấy mình vui lắm. Tại sao quý vị thấy thầy cười thì giỡn vậy? Tại thầy thấy nó vui, hiểu đạo rồi nó vui. Không có cái gì bằng cái vui này, là cái vui chân thật, cái vui mà nếm được mùi đạo vị nó vui kinh khủng lắm. Còn vui mà ăn được một cái bánh xèo nó ngon thiệt, hai cái bánh xèo thì nó thở nổi, ba cái bánh xèo tới bụng, bốn cái xèo là coi như là trúng thực. Cái vui thế gian có gì, có cái gì vui không? Ăn cái bánh cưới là cái bánh ngon nhất, nhưng mà khổ bao nhiêu năm, thấy không? Cái ông thẩm phán, ông có đứa con gái rất là đẹp học trường Gia Lâm, có thằng thiếu quý coi như là bị đồng quân về tám cô gái Gia Lâm sao nó lấy cho có bầu. Ông thẩm phán ông kêu ra, ông nói mày là bị đồng quân, tao là thẩm phán coi như là chánh viện lý của Sài Gòn, ta kêu mày ra tòa theo cái lực của giờ nó còn mày ở tù 10 năm. Một là mày lấy con gái tao, hai là mày chọn ở tù 10 năm. Anh thiếu quý đồng quân này ngu diện chọn mình làm rể thẩm phán mà cũng về Sài Gòn nữa. Mày lấy tay con gái tao, tao sẽ không cho mày đánh ở An Lộc nữa, tao đưa mày về ngay biệt quân thủ đô, tao đưa mày về thôi trưởng cuộc. Như vậy đây đùng một cái cho tới bây giờ này, cái đám dỗ của cái ông thẩm phán đó và rốt cuộc á ổng khóc, ổng sao vậy? Nói vậy hồi đó tôi chịu nhận bản án 10 năm á, thì tôi dụ bà có bầu lúc năm 72 tới 82 tôi ra tù mẹ nó rồi, còn bây giờ tôi ở tới 40-50 năm mà vẫn chưa xong bản án. Mà hồi đó tôi đánh sứ quý biệt động quân á, tôi ở tù có 3 năm mà ông đưa tôi về làm sứ quý trưởng cuộc, nó quất tôi đầu bắt có 10 năm nữa. Có cha vợ thẩm phán cộng thêm 5 năm nữa. Mà trong đời không có cái gì phi hết quý vị. Đừng nghe phi mà ham. Nhưng mà cái áo phi là có thiệt, vô chung lấy áo phi. Ai sẽ có lạnh tặng áo lạnh mới tin, thấy không? Quý vị đi dự cái mùa an cư này, quý vị thấy nó được nhiều lợi lạc lắm. Thầy thấy là vui để dựng cái bài kinh này, phải kể những câu chuyện cho tụi con tập 1, tập 2, tập 3, tập 4. Bởi vì thầy phải chuyển những cái này để rồi tất cả những cái bài pháp của thầy cuối cùng được bắn lên mạng hết. Hiểu chưa quý vị? Đầu tiên là nói ngăn không cho lên, chỉ lên những cái bài nào. Nhưng mà cái này là bạch quá nè, là chín đầu thang nè, để người ta khỏi nói xấu. Lúc đó người ta sẽ, ông kia ông nói chết rồi, ông được giấu, nhưng mà sau cùng là ca tụng ông. Hiểu chưa? Tới cái chỗ này là hôm qua này ông vô, ông email, ông chửi thầy rồi, ông đã là hứa với tôi mấy chục năm sau giờ xì tôi nói là thầy sẽ coi cái bài chín đầu ca này nghe nè. Cái đụng đầu như ngày qua ông chuyện cho ông chửi mà đoạn sau là ông khen đó. Như vậy là tụi con được quyền bỏ hết nha, không giấu cái gì đó, trung lên. Cái đầu tiên vô nghe là sẽ nói cái chùa đó, chùa gì nhận nhờ, ok đó.
để gieo lên mạng để cho tất cả chúng sanh đều có lợi lộc hết. Con có câu chuyện con kể sư phụ. Và lấy cái microphone để nghe. Vừa rồi tụi con ở trên Oklahoma đó, ở trong một cái đạo tràng nhỏ ở nhà của những người Phật tử, thì có vài ba người vừa mới đi thọ Bồ Tát giới của một vị hòa thượng khác. Yeah. Rồi cái là về đó là vô ngồi trong đạo tràng mới và khoe con vừa mới thọ Bồ Tát giới sư cô, tức là nói có sư cô hồng dâu nữa. Rồi là chú ơi, con vừa mới thọ Bồ Tát giới rồi, thì là con mới hỏi là quý vị đi thọ Bồ Tát giới á, quý vị có hiểu Bồ Tát giới là gì không? Thì cái cô nói thọ Bồ Tát giới để được Bồ Tát phù hộ. Sư cô với con ngồi cũng nhìn cũng mị và con không biết trả lời sao sư phụ giúp chưa tức là thọ Bồ Tát giới là có cái giới địa Bồ Tát để cho Bồ Tát phụ trợ cho mình, để Bồ Tát phù hộ. Bây giờ đi cái đó ma mà vừa rồi ai đi đó ma mà cổ má của má của con Thái nhớ không? Nó để cho bạn mình đang tụng bên đây với sư cô, nhớ với cô có đi hết mà. Cái tự nhiên ở bên đây là có cái bàn thờ của cái đám cái bên nó thấy khoái quá, thầy tụng nó mới giờ mời thầy tụng phi nha, thầy tụng nó rửa tiền không lấy tụng phi. Cái qua thầy thấy có cái bàn dâm và có một cái bàn thờ lạ lắm, hình lạ hình dâm đồ đủ loại, thì tụi nó cái bàn này vậy nó giả Phật, tụi nó Phật này làm gì vậy đó, Phật này thờ nó để đem xuống cho nó hầu ba tôi. Có trong băng luôn á. Thờ Phật, tôi hỏi mấy lần cái này hình gì đây? Tại vì Phật thầy lão nó dạo Phật này Phật đàn bà Phật đàn ông, mà hai Phật này làm gì xuống? Tôi thờ nó để giờ bữa tôi đốt xuống cho má xeo nó hầu cho ba má tôi. Có nói mà bữa đó chắc có thâu đó. Tức là thọ Bồ Tát để được Bồ Tát phục vụ. Lộ áo đồ lấy là còn được mấy cái? Dạ nhiều lắm. Một bột lõi hết à, một sai hết hả? Dạ không có, có nhỏ có lớn. Nhưng mà một bộ đồ hết phải không? Hay là nhiều kiểu? Một bộ đồ hết. Chứ mà không có nhiều bộ đồ là sẽ là chiến tranh ngay. Chỉ có xe lớn xe nhỏ. Lấy một kiểu coi con, đưa một cái kiểu coi. Xôi ra mở ra cho coi, đồ mới trong bao luôn đó con. Không mới. Ta gửi ta tặng nó nghe thì coi chúng ta lặng tặng cho mỗi người một cái. Gửi nút thôi. Dán rồi thôi chứ đâu gì. Băng nó chào hàng. Có kiểu là qua cổ đưa lên. Rồi quay xuống. Mày mặt lên đẹp mặt mắt. Rồi ai muốn tự nhiên lấy. Đó có nhiều sai lắm. Rồi chúng ta hồi hướng rồi lên nhận quà. Cái này vàng này tự nhiên trên trời rất xuất hiện nhất là hồi đó này bạn. Quyền